Bà con ơi, ra đây xem hài nè. Vô đây cho tao mày. Đi vô đây. Đi vô đây bẻo. Con cái lì như quỷ à. Mày khóc cái gì? Đi mày. Mày im, mày khóc hay mày cười vậy? Dạ con đang khóc. Khóc cái gì? Hết vé mà khóc cái gì? Vô đi ngồi đi, vô đi ngồi tôi biểu. Đi ơi. Đi dắt con đi đâu mà đi dắt đi hoài vậy tiền? Tao ơi, chưa thấy ai mà con cái mà nó mắc nết như mày. Con gái mày không đẹp mày vẫn có chút cái nết chứ. Mày bị gì mày vô duyên dữ vậy? Ngày nào tao phải đi lo chuyện mà mày làm hại người ta mình tùm lum cái này kia tao đủ mệt rồi. Con có làm hại gì đâu. Học hành không lo kiếm cái nghề cho nó đàng hoàng. Cái mặt xấu như quỷ mà đòi làm hoa hậu. Qua bà nội mày hả? Con tại gì? Tại vì ở xóm nó nói con đẹp nhất, độc nhất, lạ nhất. Nó kêu con thi đi đi thi hoa hậu. Giờ tía không cho con thi á. Vậy thôi tía cho tía bán hết ruộng vườn nhà cửa. Tía đưa tiền cho con đi. Bán hết ruộng vườn nhà cửa đưa tiền cho mày làm gì? Dạ để con lấy cái tiền đó con đập nát mặt con ra. Con thẩm mỹ viện lại cho cái mặt con nó đẹp thi hoa hậu. Thôi hỏi bác sĩ mà gặp cái mặt này là chạy rồi nha. Mày chỉ có cắt cái đầu, lấy cái đầu mình tiết gắn vô thì được. Mặt xấu như quỷ mà đập cái mặt. Tía cho con tiền trả nợ tía ơi. Nè, suốt ngày á tao nuôi mày là tốn biết bao nhiêu tiền đâu nghe. Ba bốn ngày thấy xin 2 triệu, ba bốn ngày thấy xin 2 triệu. Tiền phải giấy đâu mày. Tía cho con tiền trả nợ tía ơi. Mới hồi sáng đưa 2 triệu rồi làm gì nữa? Thì đó, bây giờ lấy tiền mình đề phòng có gì mình trả nợ tiếp. Tao mới đưa hồi sáng 2 triệu rồi. Ăn sáng không mà tốn 2 triệu đồng. Đâu có, con ăn hủ tiếu gõ thôi mà. Tốn 2 triệu nó cũng có lý do của nó chứ. Hủ tiếu gõ được 2 triệu mày? Thì sáng con đi vô trong cái chỗ đó, con thấy bán hủ tiếu gõ ngon quá, cái con xà vô liền. Con vừa ngồi vô cái thằng phục vụ nó hỏi con, chị thích ăn cái gì? Con nói con ăn cái gì cũng được. Rồi xong cái nó bưng ra cho con một tô hủ tiếu xương. Con nói là con bị đau răng quá, con ăn xương không có được. Rồi cái nó hỏi con, chị thích ăn cái gì? Con nói là con ăn cái gì cũng được. Rồi nó bưng ra cho con tô hủ tiếu bò viên. Thì mày ăn đi. Con nói là con bị dị ứng bò viên, con ăn không được. Cái nó hỏi con, chị ăn cái gì? Rồi con mày nói sao? Con nói con ăn cái gì cũng được. Rồi sao? Rồi cái nó bưng ra cho con tô hủ tiếu không. Thì mày ăn đi. Con nói bà mẹ nó hủ tiếu không có gì mà ăn. Rồi nó hỏi con, giờ chị ăn cái gì? Rồi mày nói sao? Con nói ăn cái gì cũng được. Rồi cái nó quăng một cái nùi dẻ trên bàn một cái tép. Nuốt nùi dẻ đi má. Con giận quá, con đứng dậy con tát một cái tát. Kẹo cái cổ, đi vô bác sĩ, bó bột hết 500.000 đồng. 500 ngàn sao mày lấy tao 2 triệu mày? Thì bởi vậy, nó lúc con tát nó một cái bóp, nó gãy cái cổ, cái đầu nó xà cắm vô trong cái tô nồi hũ nước lèo. Rồi cái hũ nước lèo, rồi nồi hũ nước lèo nó đổ ra, rồi con đền mất thêm 1 triệu nữa. 1.5 triệu. Tao không hiểu sao tao có đứa con như mày á thiệt. 1 triệu, dưới này 500 là 1.5 triệu, sao mày lấy tao 2 triệu mày? Dạ, bởi vì tao nói cái khi mà cái xui nó đến ông bà nội, bà ngoại gì nó kéo đến hay sao á. Hay gì người ta đổ cái nồi nước lèo không thôi là đủ rồi. Tự nhiên có bà chó, bà ngồi kế bên. Hũ nước lèo nó đổ vô, nó trụng nguyên bà chó. Rồi bà bị bỏng, đưa đi bác sĩ, chữa hết 400 ngàn đồng. Cũng là 1 triệu 9 hà, mày lấy tao 2 triệu. Thì tại có cái người người ta đưa con chó đi khám bệnh. Trong lúc người ta ngồi ta chờ đợi bác sĩ khám bệnh, cái người ta ăn uống nước mía nữa, rồi hết 100 ngàn nữa, chẳng 2 triệu. Tao không còn lời nào để tao diễn tả mày á. Tao mà biết mà từ hồi đó tao sinh ra mà mày như vậy, tao bóp cổ mày chết cha cho rồi. Cũng hên đó nha, hên là cái nồi nước lèo nó đổ vô con chó, rồi đi chữa có 400, đổ vô người là không biết tiền đâu đền cho người ta. Bởi vậy chó mày sinh. Alo.
Rồi rồi. Bà chủ quán hủ tiếu gõ bà phỏng luôn rồi. Hả? Ủa sao tự nhiên chó phỏng rồi giờ bà chủ cũng bị phỏng luôn là sao? Bà ôm chó đi chữa bà bị phỏng luôn. Bà nội cha mày. Giờ bà đòi 3 triệu nữa kìa mày. Ủa vậy là tổng cộng con ăn tô mì gõ sáng nay hết 5 triệu hả? Yên tâm đi, 3 triệu đó ta từ từ ta kiếm cách ta nói rồi khỏi trả. Còn tốn 2 triệu kia là ta trả chắc chắn rồi. Bà nội cha biết 2 triệu là bao nhiêu tiền không mày? Dạ 2 triệu. 100 đô. 100 đô ta mua 4 cuốn thí nga mày biết không? Bà nội mày. Ở vậy á. Thôi tí ơi, bây giờ mình đâu cần mua thí nga gốc đâu. Mình lên hẳn YouTube mình coi luôn đi. Mày hay lắm. Lên thẳng vô cuối coi đúng không? Dạ. Số sau chắc chắn không có mày đâu nha. Ngu như con bò. Đâu có. Con nói là con chưa có nói. Cả hai. Mình vừa mua băng gốc rồi xong mình vừa lên kênh YouTube của Thiên Nga Paris By Night mình coi nữa. Mình nín giùm tao cái. Nhưng mà mấy số mới người ta không có post lên đâu. 8 năm sau người ta mới post lận. Mày nín đây. Tao post mấy số từ ngày xưa kìa. Mày vô duyên, mày nói câu nào cũng vô duyên hết trơn á. Tía. Cái gì? Tía ơi. Đi vô, vô kia ngồi. Tí kêu con đi đây, đến đây làm gì vậy? Vô kia mày ngồi đi. Tè. Ủa anh? Làm gì vậy? Tí ơi. Làm gì vô nhà tôi như nhà quan chết chủ à? Này là ông Tư. Tư nào? Ông coi bỏ giỏi lắm. Hả? Vậy tôi, hả? Tôi dắt mày tới để ông coi, ông sửa lại, hiểu không? Sửa phong thủy, sửa số, sửa cái gì lại cho mày, hiểu không? Con có ở đâu sửa, con đẹp quá rồi sửa gì nữa. Thì đúng rồi, mày đẹp rồi. Đó, mày hay ảo tưởng lắm nha. Ủa đâu rồi? Đây, anh nè. Ngồi đi. Ngồi đi anh. Ngồi uống nước chơi. À, ngồi đi. Nhà tôi. À, quên. Tôi không mời, thôi anh mời chi. Đi ăn nấm cung đình ở đâu mà mặc đồ đẹp dữ. Đó, bị đi công chuyện. Rồi về đi đám ma. Đám ma về, sợ vô nhà mình xui vô nhà ta trước. Phải. Không phải. Đâu có sao đâu anh đừng run cây nhát khỉ. Tôi là thầy mà chuyên trị về cái chuyện đó mà anh lo gì. Thì đó. Uống nước đi. Mày đứng giật giật ra coi bên này người ta không thấy tao. Sao mày ngu dữ vậy? Uống đi uống nước. Rồi mai tôi cũng mặc áo dài đó. Ừ. Chứ mà anh á. Vậy vậy. Nước tôi pha 4 ngày không ai uống á. Cha mày sao chả kém dữ. Thôi nói chứ đi đâu rồi nói lại đi. Bị nhà này khách đông lắm. Ngày nào tôi cũng coi cho người ta nhiều dữ lắm. Ủa con thấy có đông thì đâu. Thấy nhà vắng tanh như chùa Bà Đanh mà đâu có khách đâu. Ủa chứ buổi sáng có 2 người như cha con mày là đông rồi. Chứ mày nói ra là không có lính thì... Bị vậy. Vô duyên. Nó vô duyên đến nỗi mà nó mở mắt ra một làn gió thẹt qua là vô duyên rồi. Cho nên giờ á lớn tuổi rồi mà chưa có chồng con gì hết. Thấy không? Giờ mong anh nên làm sao? Cúng kiến sao? Quá dại đi cho nó hết cái vô duyên để lấy chồng. Cho tôi nuôi quá, tôi mệt quá đi. Ôi tí ơi, lo gì? Con trai nó theo Hà Lầm luôn mà tự nhiên nó đi cúng quải để cho có chồng. Ai ơi mẹ ơi, mày làm như tao ham cúng cho mày lắm vậy. Tao nói cho mày nghe nè, cúng trục vong tao cúng được nè ha. Cúng nhập vong tao cúng được, kêu vong về tao kêu được ngang. Chứ cúng mà hết vô duyên là bà nội tao cúng cũng không được đó. Vô duyên nó nằm ở trong máu rồi sao cúng. Mày nói cục cây gì? Mày nói là cái gì? Báo nhiêu lần tao dặn rồi. Đừng có nói gì hết, để mọi chuyện tao sắp xếp. Dạ. Nghe chưa? Mày đứng qua bên đi. Dạ. Mày là chỉ thấy cái dạng như là CD thôi, đừng có làm DVD nha. Dạ. Có tiếng đừng có hình. Không, nói chung là bây giờ nó chỉ coi như cái TV hư đi. Nó không tiếng, không hình, đứng im. Đó. Rồi, bây giờ để tôi qua tôi nói nhỏ. À, dạ. Cái đồ thiết kế rồi bỏ nó xuống dưới luôn. Nó thiết kế cái đồ. Rớt cái gì vậy tiếng? Rớt cái điện thoại nó chạy qua khu vực nguy hiểm đó. Trời ơi mẹ ơi. Đeo chi rồi nó rớt từ lưa hết trơn à. Nó chạy qua cái khu vực đó đó mà cái thằng mà sản xuất ra cái này nó mới tội nghiệp nè. Công trình nó đầu tư chất xám mà nó xuyên tâm liên qua là thấy thua rồi. Kệ đi mà, tôi có chuyện. Bây giờ sao? Không có ai. Nhà tôi... khách đông mà không có ai. Tôi nghe đồn là có bà Chính Bành mối của anh, đúng không?
Yên tâm, bà đó là mối ruột của tôi đó. Mỗi tháng đó là tôi coi bói cho bà. Bà giàu là nhờ một tay tôi, ngày nào bà cũng tới nhà tôi hết. Mối luôn hả? Mối ruột đó, bà giàu, tới giờ này bà giàu, bà có tiền là nhờ tôi. Vậy hả? Ngày xưa tôi coi cho bà nghe, lúc hai vợ chồng bà đang mừng ăn phơi phới, tôi nói chị sắp có của quạnh tài. Đó, bà ngồi đây 8 tiếng đồng hồ, về hai vợ chồng quánh nhau ly dị, chia của, bà có của quạnh tài đó. Trời, tôi coi là chính xác. Hồi trước giờ coi ai chưa? Mình bả à. Ủa gì kỳ vậy? Mình bả mà ngồi toàn 8-9 tiếng không à. Chịu khó nghe tôi nói lắm. Ngày nào cũng qua? Ngày nào cũng qua, mỗi tháng là coi như là tôi được 3,000 là từ bả đó. Ngày trăm. Ngày trăm. Ngày trăm đô á. Tháng 3,000. Rồi coi cũng nói, cũng nói gì, về nào ngay cũng có tháng 2,800. Ủa sao vậy? Sao kỳ vậy? Sao thầy? Tháng 28 ngày. Ngày đó tháng 28 ngày. Rồi nói tính đổ đồng là khoảng chừng 3,000. Rồi cũng có tháng 31 ngày. 3,001. À là 31 ngày vậy? À. Chà. Nhưng mà được. Bây giờ cái gì chứ cái chuyện mà coi để phá gia can là tôi số 1. Hồng ơi, coi là coi cho nó phước phận với ai mà coi phá gia can. Bây giờ nói chung là bà coi để cái bây giờ vậy, bà có một đứa con trai đúng không? Bà có đứa con trai. Cái gì? Cái coi gì vậy? Mày nín đi. Cái gì? Bây giờ anh nói làm sao cho bà chính bành, bà tin anh, bà lấy con gái tôi cho con bà. Yên tâm, nói cái gì, nói tới cái chuyện ly dị chồng đó mà bà còn tin tôi mà, đừng có nói. Ba cái chuyện gả con là chuyện nhỏ, cưới con anh chuyện nhỏ. Chắc giao không? Hết cho tôi đi. Chắc không? Nhưng phải có thù lao. Tôi đâu có bán nước miếng không được. Tôi bán miệng nuôi thân mà. Nếu như mà cú này thành công, tôi trả anh 10,000 đô la Mỹ. 10,000 đô phải không? 10,000 đô là chưa kể nè. Lấy con gái tôi về. Mà anh biết là con nhỏ này nó khùng lắm. Thế nào hai vợ chồng cãi lộn, mà con bà cãi lộn với con dâu, thế nào bà không tới đây bà coi nữa. Không chừng bà coi ngày 2 lần, tháng được 6,000 nữa. Đúng không? Tương lai rực rỡ. Được coi. Vậy được được, yên tâm. Chắc chắn nha. Chắc chưa? Ê, chắc chắc. Nhớ nha. Rồi. Giờ này là bà gần tới rồi đó. Rồi. Né đi. Rồi. Chừng nào mà tôi phá băng cành cái gia đình bà là kêu tôi kêu vua. Telephone. Ê, telephone nè. Có điện thoại chưa? Có đâu. Không lấy điện thoại. Hả? Mới luôn hả? Mới. Bà có túi hả? Có túi. Sao bộ này nó không có túi ta? Về mai đi chứ để nó xuyên tâm liên nữa. Nhiều bữa nó xuyên. Có nhiều bữa lạnh lạnh á, không thấy xuyên luôn. Đi. Ủa giờ đi đâu Tiến? Mày đi về mày nấu cơm giùm tao đấy. Ôi Tía ơi, cho con 2 triệu đi ăn phở đi. Tao lại mày ăn phở cho bà phở bà bị bỏng nữa hả? Thì con thèm phở. Đi. Ăn cơm đâu. Đi. Đâu biết nấu cơm đâu mà bắt người ta nấu cơm hoài à. Vô duyên. Ủa cái cửa chỗ nào vậy? Trời, cửa đó là cửa nhà người ta, mày đi phía trước hiên nè mày ơi. Sao đâm sầm vô trong phòng của nhà ông thầy luôn vậy? Vậy nha. Đi. Ông có túi nó khó chị. Alo. Chị Bảy bán phở hả? Đóng cửa tiệm nghỉ đi nha. Ở chứ không là bị phỏng đó. Đóng cửa tiệm nghỉ đi. Khổ ghê. Hai cha con ông này. Tới rồi đó. Gần vô. Rồi đó. Tới rồi đó, giờ má ở đây đi, con đi về. Nè Tí, con nói má bao nhiêu lần rồi, con lại má. Má ơi, má thích thì má làm đi. Tao nói mày đi. Tại sao má ép con như vậy? Con có thích. Tao kêu mày là đi. Chị Chính, tôi chào chị. Nha. Má cái chứng ôn gì sáng sớm chị vô nhà tôi, chị cứ chỉ tôi, chị kêu tôi làm gái hoài vậy. Trời đất. Thì ra
Thì ra coi như là ban ngày làm bộ như là coi bói cứu đời ha. Thì ra là làm trai bao. Bà nội trai mày, trai bao giờ này cũng dễ ghê, cỡ tuổi này mà còn làm được thấy. Mày điên hả? Mày nhìn tao ai bao? Đồ khùng. Trời có ơi. Có mày đó mới giống trai bao đó nha. Ăn bận thấy gớm. Có không? Trai bao nào có cái nhan sắc như tôi trời. Nè, chị bị tai biến hả? Không có. Sao nãy thấy ngồi xe đẩy vô đó. Tai biến là cái tia xe lắm. Còn cái này là ghế massage. Ghế massage. Ghế massage. À, ghế massage đó hả? Dạ. Ông này. Đâu, ngồi chơi chị. Con nói thầy nghe. Dạ. Má con rồi có cái bệnh là thầy biết rồi đó, đi qua đây coi mối mà phải không? Thì có cái bệnh cứ như nói thường 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 cái chữ cuối phải đá văng lên chữ vậy đó. Ừ. Dạ. Hồi nãy tôi nói đi là gỗ. Ừ. Gỗ. Không phải là đi. Ừ. Ngồi chơi. À, cảm ơn. Bữa nay chị dạ, qua đây có đi. Chuyện gì? Dạ có chuyện chứ. Chuyện là giấy. À, vào năm 1978 tôi có bầu. Chị bầu ai? Không, ý má con nói là có bầu. À, có chữa. Nó thích nói đắng lên vậy đó, thích đua lên vậy đó. Hồi đó má mày có tâm sự với tao rồi, tao hiểu mà. Bả coi mối tao 4 năm nay mà. Ngày xưa đó là học nhạc, mê bằng kiều, học nhạc. Học được mấy nốt cao, cái ông thầy dạy nhạc chết đó. Giờ là không có học nốt trầm được. Má nói gì má nói đi. Rồi tôi nói đi. Tiếp không? Nói đi, nói đi. Tôi có bầu. Có bầu. Có bầu, đúng rồi. Rồi bóng đến mưa gió tôi mới chuyển bún. Trời ơi, bầu bì thì để chồng nó làm. Chuyển bún rồi nặng nề để người ta chuyển. Thầy ơi, ý má con đó là đau bụng chứ không phải là đau bụng. À, chuyển bụng quá hả? Dạ, đau bụng đẻ. Đau bụng đẻ nói mẹ cho rồi tôi chuyển bún. Rồi tôi mới đẻ thằng này. À. Hôm nay á, dẫn nó tới đây để nhờ anh coi bói. Má, má mệt không? Mệt chứ. Mệt mấy má uống nước nghỉ ngơi đi nha, chứ thầy với con đứng đây nghe hơi cũng mệt lắm, mà ngồi dưới ta cũng mệt nữa. Dạ thưa thầy. Mệt hả? Mệt hả? Mệt thì nghe tiếp hả? Má cả sớm mệt đó má. Ờ, tôi nói chị nghe nè, mình già rồi, chị nói chị cứ lấy hơi lên hoài để dành hơi đặng trút hơi thở sau cùng. Đừng nói, để cho con nó nói bây giờ sao, ý của chị sao, muốn má đây, cái con gì? Nói cho. Đó, bây giờ ý là coi như vậy nè, má con nói là con đến cái tuổi mà lấy vợ, đó, giờ muốn đại khái là con quen cái con nhỏ bạn gái. Mà hai đứa con yêu nhau quá mà giờ má con cứ không có chịu, giờ má con kêu qua đây coi ngày tháng rồi. Con ơi, thầy nói con nghe có thờ, có thiên, có kiêng, có lành. À, làm gì làm, vợ chồng hôn nhân là phải cẩn thận, phải coi cho kỹ càng, tuổi tác. Thầy nói gì? Cẩn thận cái gì? Đó má con cũng coi quá này rồi cuối cùng cũng ly dị với ba con thôi. Tao coi đó chứ ai. Trời đất. Đó, không, thầy má, tao coi là coi. Tại, tao coi là tao coi cái phần ly dị sao thôi. À. Còn cái phần trước là ông nội mày coi chứ. Đúng. À. Ông bà má ơi. Rồi. Cái gì vậy? Chưa nói hết mà rồi cái gì? Rồi một câu. Trời. Đúng. Ờ à, thì đó. Rồi. Má nói một câu thôi, đừng có chấm phết vậy đây hết nha. Đi một câu ấy thì già đừng có bây giờ lấy hơi lên nha. Bây giờ má để con nói được không? Má cứu. Thầy ơi, bây giờ về đây nè, con là con thấy hai đứa con hợp lắm rồi, bây giờ tụi con có thể là đến giờ, nhân thôi. Bây giờ thôi, má mày đã quyết như vậy thì để thầy coi luôn cho. Mày tuổi gì? Thì con sinh năm 79 là con tuổi con dê. Con dê. Cái gì? 12 con giáp, có con nào con dê má? Con dê. Con dê. Nó kêu à? Kê, kê. Con dê. Tuổi muối. À, tuổi muối. Thôi mệt quá bà ơi, từ cái con to tổ nái bà đưa còn chút xíu à. À bây giờ tôi biết rồi, để nó nói. Thì con là con tuổi con dê đó. Mày tuổi con dê, nó tuổi gì? Nhỏ bạn gái nó tuổi hợi, mà con thấy hợi mẹ mùi là tam hợp đúng không thầy?
Con nói vậy là sai. Sai sao thầy? Tử vi á không có cái chữ mà hợi mẹo mùi tam hạp. Tam hạp á là tính cái tuổi thôi, còn cái mạng chưa chắc đã hạp. Trời, con thấy cái mạng mày á là mạng quả. Đúng rồi. Nó là mạng thủy. Đúng. Mà thủy nó sẽ dập quả. Mày có thấy ai mà vợ dập chồng mà chịu được không? Con thấy ai dập ai cũng đều được sung sướng như nhau chứ. Trời ơi, có dập là vui rồi. Con đòi hỏi cái gì nữa trời? Bởi tụi bay con nít, tụi bay thiển cận. Đây nè, luật trời là có âm có dương. Mà âm là phải dưới, dương phải trên mới đúng. Đúng vậy. Con không có biết. Rồi. Chưa mà má mày chưa nói hết. Bây giờ con nói nè. Đó, con không biết cái chuyện tình yêu là của tụi con. Con không cần nữa, má thích thì má ở đây, má con về. Bậy. Đang coi mà. Bây giờ cái giờ con cái gì nữa, bây giờ con thấy cái chuyện. Bây giờ tao nói cái tuổi không hợp à, thì cái tuổi mày cho là hợp, nhưng cái mạng không hợp. Cái mạng không có hợp thôi, mà con thấy cái tuổi nó hợp. Thì im đi. Thằng mất dế. Thôi, vậy. Tôi nói chị nghe. Về cái tuổi không hợp, cái tuổi hợp, cái mạng không hợp, hay là bất kỳ cái gì nó có thể hợp hay không hợp, chị có thể cho cưới được. Còn cái vụ nó mất cái đó là bỏ luôn, khỏi cưới. Khỏi thầy coi đi. Thầy nói cái gì mà mất cái gì mà bỏ luôn là sao? Má mày mới nói đó. Má con nói là mất dạy. Ủa dạ. Trời ơi. Ờ, vậy coi nữa. Má còn lại má. Ha, bây giờ mai mốt má đừng bao giờ dùng cái chữ mất dạy giùm con nha. Má gọi con mất nết đi. Ha, chứ mất dạy nhiều khi đi ra đường nói vậy người ta hiểu lầm chết con. Ha, giờ má ngồi đây má coi con đi về. Nghe. Mày im đi. Tao không thích cái con tráng đó. Cái gì? Con đào tôm tráng. Vậy là càng không được nữa. Sao không được? Ai mà thằng Nghĩa đi lấy con Trang rồi hợp lại thành Nghĩa Trang là thấy mẹ rồi. Bây giờ ví dụ mày tên Nhà, con kia tên Phạm Băng Băng, hai đứa lấy nhau là Nhà Băng, thấy không? Thầy nói gì sao luôn, con thấy hai đứa rất là hợp, Nghĩa Trang về chung một mái nhà. Nhà gì? Nhà Hoàng. Trời quá hợp. Cái trời về đỡ tốn kém. Thôi con thấy con chuyện yêu đương của con là của con. Chưa mới về mà đã thấy sai rồi đó. Thôi má đừng có nói gì hết. Cái chuyện bây giờ vậy hỏi nè. Má nè, má cứ tranh thủ hạnh phúc cho con hoài. Má thấy má có hạnh phúc không? Thôi tôi nói chị nghe nè. Chị mà để cho nó lấy á, càng lấy là chị càng chết. Không nên. Bây giờ tôi sẽ kiếm cho chị một đứa con dâu đàng hoàng. Bây giờ chị cứ quyết định là chị không cưới cho nó thì nó đâu có dám áo mặc sao qua khỏi đầu. Đúng rồi. Mày phải nghe lời thầy. Nói tại ông nói không có chịu đâu, không có chịu đâu, con chỉ thích mày không chịu rồi. Tao đạp đầu là tao chết. Rồi thôi. Alo. Đè hoài. Alo anh Mừng. Rõ hoài. Banh khác rồi. Ập vô liền. Banh khác rồi. Thầy cứ coi đi thầy. Cho nên Không chưa. À, ai vậy? À, đây anh Mười ở sống trên. À, anh Mười á. Chào anh Mười. À, bả bị Abidan hả? Cấn giọng gió, cấn giọng bằng kiều. Ngồi đi. Hai người làm quen đi. À. Chào anh. Chào Chí. Ừ. Đây con gái tôi. Dạ. Đây à. Dạ chào chú. Mày đuôi nghe. Vậy mà chú hả mày? Ôi, cái con này nó vô duyên quá hả? Vậy mà chú nghe. Thì bỏ vậy thôi chứ nó không có nhìn sao con này, nó mắt nó đuôi rồi. Mày vô duyên cái gì vừa. Núi đưa lên như vậy mà nó kêu chú. Tao nhìn rất là không quá. Mày im đi. Dạ. Người cái con người ta bự. Dạ. Chứ trước khi mà mày muốn kêu người ta, mày phải nhìn chứ, mày phải nhìn tàn thân chứ. Mày không thấy sừng sững như vậy mà chú cái gì? Nhìn kỹ đi, hai trái lựu đạn nó nhô ra, thấy hả? Xin lỗi chị Chính. Đây là chị Chính Bành. Chà,
Hồi ngày xưa có chồng. Ủa nghe tiếng chưa? À, nó cái... buôn bán như giỏi nhất ở làng mình. Thì cũng nghe sơ sơ chị Chính Bành đi hả? Đó. Tưởng Bành nhỏ nay Bành chà bá hả? Cái này chắc Chính vô ai quá, bự quá. Thôi mẹ ơi, vô duyên quá. Đây chị Chính, cái người mà tôi muốn làm mai cho con chị là con này. Con này. Con gái đó ha. Ừ. Thằng này á tuổi hợi nè, tuổi thằng này là tuổi thân nè. Không, con tuổi mùi tự. Ở mày tuổi mùi nè. Rồi con này á là dạ, con tên là Địa. Nguyễn Thị Địa. À, con tuổi Sửu. Tên Địa. Đây. Bà thấy cái gì sai sai rồi đó. Tên chi vậy? Con nói cái gì nó chỉ sai lắm rồi đó má ơi. Tỷ sao mà con tên Nghĩa rồi con quỷ nó tên gì Địa? Nghĩa Địa. Thôi rồi. Bỏ liền, mắt bỏ liền. Đây, không bỏ được. Con nói như vậy là thầy không chấp nhận. Tại nghĩa sao? Trang thì không được nhưng Nghĩa Địa chấp nhận được. Trời ơi. Con phải hiểu cái câu Thiên Kinh Địa Nghĩa. Không nhưng mà câu đó hợp lý. Đúng rồi. Đúng. Đó, bởi vậy cho rồi. Sao chị má ơi má. Nghĩa Trang con nghe nó còn sang sang cho Nghĩa Địa ra nó bình dân quá má. Bình dân mới dễ sống mày. Bình dân mới dễ sống. Tại bình dân hay không mày cũng phải lấy. Bây giờ tôi thấy là hai đứa này hợp nè. Đó, về cái tuổi á thì á, tính ra đó là nó khác. Nhưng mà tính vô trong cái cung á là nó hợp. Đúng. Về cái mạng hợp, về cái tên cũng hợp. Dạ. Cho nên là tôi thấy là hai người nên nói chuyện với nhau làm xui. Vậy dạ. Mà lấy con cưới con này về là gia đình chị phất lên nữa. Nha, yeah, nha. Đứng đó. À, ôi trời, cái con đó nó vô duyên vậy mà lấy cái gì? Mẹ đi. Anh ơi. À tôi thích như vậy. Chị đứng xa xa. Ừ. Chị đứng xa xa chở. Tại sao? Thấy to chở. Anh yên tâm, người ta nói là cãi thầy núi mới đè. Anh có cãi tôi đâu mà anh sợ núi đè. À. Ngồi đi, ngồi đi. Ngồi nói chuyện đi. Hay là cho tôi làm đám cưới ngay đi. Hả? À? Cưới liền. Là đám cưới liền hả? Cưới liền ơi. Gì? Gia đình khá giả lắm. Cưới liền. Đây nè, gia đình chỉ có cái gì đó cái... Tôi lo hết. Yeah. Cái gì? Con cưới anh này. Cái chết luôn nghe rồi. Trời ơi, đàn ông vậy mà mặc bộ đồ đó lẹ đỏ lét à. Như cái bao lì xì, như cái dĩa tiết canh á. Mày nhái tao đâu quýnh mày chết mé. Mày qua đây đi, đi lại đây. Mà. Trời ơi, đàn ông vậy mà mặc đồ hồ hẹt quá à. Mày nhà tao có cổ tao không còn gì tao mày. Chưa có xác định luôn kìa. Đi. Con nói má nghe nè, trời ơi, ở nhà một cái giọng của má là con nghe cũng khùng điên rồi. Giờ lấy cái con để cái giọng đó nó về bị sốc rét chết. Từ từ. Trời, nó cưới đi. Mọi chuyện tôi lo hết. Trời ơi trời. Chị nói sao á chị? Người ta chứ không phải là cá, thịt, mắm, muối mà ra mà mua. iPhone còn phải xếp hàng mà. Ủng hộ gì con gái tôi. Thôi má. Chịu đi, ha. Chịu đi. Không phải. Mày im đi mẹ ơi. Mày im đi mày. 10,000 của tao đó. Đi vậy, lên chơi. Nói chung là nó cũng phải cái gì đó nó hợp lý. Chứ không phải là muốn cứ là cứ con gái người ta mà chứ đâu phải là ký ổi, ký xoài mua về chấm mắm là xong. Thì anh không chịu. Thì cũng phải đúng hợp lý mới chịu chứ phải. Anh không chịu. Ờ đúng. Chứ sao? Không chịu á. Chứ sao trời? Vậy thôi. Má rồi mà. Lấy giỏ đi về đi. Chị ơi đừng có nóng. Tôi nói chị nghe nè. Vì hai người lớn mà nóng á. Mà chị không cưới được con dâu này về á. Chị không có làm ăn nên vợ đâu. Con này về là bảo đảm gia đình chị phải lên. Gia đình chị phải lên. Nổi cái giọng không là hai mẹ con chị lên rồi. Lên tới nóc rồi. Hay lắm, hay à, lắm. Rồi ban chị cưới đi. Cưới. Rồi, cưới đi ngon rồi. Xả hàng cuối năm rồi. Ngồi xuống. Hiểu hả? Chịu. Ngồi xuống đi ban chị đám cưới luôn. Giờ tôi tính với. Cưới mấy cho cái gì mới cưới. Mày đi chỗ khác đi. Đám cưới.
má. Tôi lo hết. Mày im. Mày má tin. Tao lo hết. Đãi bao nhiêu con bằng thành nhân đi. Ai phải lớn à, phải lớn như hoành tráng rồi dầm dầm họ. Hoành tráng. Con gái một á. Làm văn nghệ hoành tráng. Nghe. Mời ngôi sao. Ừ. Như Quýnh. Ba Thiên Vấn. Gì? Thôi, đám cưới xong thôi chứ Quýnh lộn gì nữa. Má con nói là Như Quỳnh đó. Trời, Như Quỳnh, Mai Thiên Vân má ơi. Như Quỳnh ca sĩ ha. Cho nó hát nhạc dance. Nhạc dance á. Nhạc nhảy á. Ít quá, ít quá. Ít mời đông đông đi. Mời Jackson Nguyễn. Mai Thiên Dung. Hát quê hương. Mời Nguyễn Ngọc Ngán. Nguyễn Cao Kỳ Diễn. Làm MC hả? Không. Vũ Cống. Cái gì? Vũ Cống. Má nói Vũ Cống hơi nghe tưởng công công luôn chết. À, dancer. Dancer, đó. Trời ơi. Bây giờ. Vậy mà con mới nghe, con có tưởng là mời chú Ngạn với chị Kỳ Duyên về đi làm cống gì cho nhà chứ. Mày yên, con quý. Con. Vui, mời hai. Mời hai đi, mời hai, tôi phải hai. Muốn mời ai? Hoài Linh. Mắc lắm. Hả? Thằng đó mắc lắm. Kệ nó đi, mời nó đi, nó đang cần tiền dữ lắm. Rồi đi tội nghiệp nó. Ủa bà con sao mà kệ tôi đi. Bà con sao xuống dữ vậy? Vậy đi nghe. Thôi vậy đi, vậy quyết định nghe. Quyết định nghe nào? Rồi tặng quà gì nữa không? Tôi lựa ngày cuối luôn. Tặng luôn một món quà rất giá trị. Thôi, học toàn nhẫn nhất là cái cho nó có, cái để đeo với người ta thôi. Cái này quý hơn nhiều. Cái gì? Đi. Đi. Đi là ghế massage Luraco. Ghế này là ghế duy nhất sản xuất tại Mỹ. Ghế massage Luraco là ghế vật lý trị liệu số 1 thế giới và là ghế duy nhất chỉ dùng cho quân đội tại Mỹ. Chúng tôi rất hãnh diện vì là ghế Luraco là một công ty người Việt sản xuất và chế tạo tại Mỹ. Ồ, của nhà em làm á. Ủa sao nói cái này là nó không có bị lên giọng xuống giọng gì hết vậy? Quảng cáo mà. Mày nói đúng. Người ta nghe, người ta mới trả tiếng. Ủa cái này là của ai làm? Ai làm? Ơi, vậy là nhà cô có một cái hãng. Hả? Nhà cô có cái hãng. Bỏ đi. Có cái hãng đó. Cái hãng làm ghế nè. Con nói theo tông cho cô vui đó. Rồi thôi vậy, để đám cưới luôn đi. Qua đó, qua đó. Trời ơi, cái gì mà đỏ rực vậy trời. Mày qua đây đi. Mày nhìn giống như dĩa tiết canh. Nè, nè. Luôn à. Mày cứ tiết canh hoài. Rồi sao mà sướng được trời ơi. Con như con ở đợ ông này vậy đó, sao cưới. Mày không nó phá đám hoài. Con nói với má, má mà kêu con lấy con này, con cắn lưỡi con chết liền. Mày đi đi. Mày phải nghe là tao. Mày không nghe là tao đập đầu tao chết. Anh ơi, chị đừng có đập, không bể đầu. Tao bể đầu nó bể cái khác bây giờ. Thôi má ngồi xuống đi. Để cái bàn ngồi xuống đi. Má ngồi xuống đi. Ngồi xuống. Thế ơi, con không lấy chồng đâu thế ơi. Không có lấy đâu, con nói rồi. Nè, tao nói từ đây tới cuối cuộc đời mày chỉ dùng cái avatar thôi. Nghe chưa? Dạ. Không nói gì hết. Con không lấy chồng đâu. Mày cãi không à? Mày cãi là hư vọng của đường hết. Thằng trai gọi nè. Alo. Anh hả? Anh đang ở đâu vậy? Trời ơi, cái chuyện tụi mình giờ nguyên xóm nó biết hết rồi anh. Cái gì nữa? Sắp lấy chồng trời đâu? Trời ơi, cái vụ cái bầu đó hả? Trời ơi, giờ mọi người biết hết rồi, giờ làm sao? Hả? À? Nguyên xóm biết rồi, em có bầu luôn hả? Trời mèn đất ơi, bây giờ làm sao tía em? Mày điên hả? Cái thằng nào đó mày điên hả? Có bầu mày là lớn cho tao biết hả? Cái mày ngu như vậy? Tao đang gài mày biết không? Tía ơi! Ngu như con bò hả? Có bầu mà la cho lớn hả? Tía là la lớn nhất ở nguyên cái nhà này biết hết trơn luôn rồi đó. Trời ơi! Ông mới! Ông mới nói cái gì? Ai có bố? Hả? Dạ con có bố. Con nhỏ này có bố? Vậy là sao? Má thấy chưa? Má thấy chưa? Tự nhiên ai ăn ốc bây giờ bắt con đổ vỏ má thấy chưa? Không, đổ vỏ đơn giản lắm con. Chỉ cần cầm cái đổ vô còn ăn ốc phải ngồi lễ từng con lâu. Thầy đến đây. Thầy vô bãi đây. Giờ bói với má bao nhiêu lần rồi mới thấy không? Suốt ngày cứ bói ta
ổng coi hay, ổng đâu có nghèo sơ nghèo sát gì mới thấy không. Bây giờ tự nhiên là ai tự nhiên tới giờ có bầu kêu con đi lấy con, đừng có hòng con chỉ chịu con Nghĩa Trang thôi, con với Nghĩa Trang. Yeah. Yeah. Mày chết đi. Trời ơi, núi đè rồi tí ơi. Chết rồi. Ông mới kỳ gá. Ông chỉ bị 10.000 đô. Ông gấp gạt tôi á. Mà không. Thầy Tứ, bước lên đây. Bước lên đây. Tại sao? Tại sao thầy lại gạt tôi chứ? Đâu có biết, tôi đâu có làm ra cái bầu đó đâu, tôi biết. Im đi. Nếu tôi là tác giả, tôi sẽ trả lời ngay. Thầy chỉ vì 10.000 đô la. Thầy dám gạt một người đàn bà nhỏ bé như tôi. Trời ơi. Tôi không ngờ thầy vì tiền, thầy bán rẻ lương tâm của mình. Tôi là khách mối của thầy mà. Thôi mà, bỏ qua đi mà. Không, tôi không bao giờ bỏ qua chuyện này. Đời là gì? Tình đời thay trắng đổi đen, lòng người dối trá. Đồ mất dạy. Ủa, không đem cái ghế về hả? Nhắc làm gì? Cái đó đem tặng tôi mà. Ông hay quá. Con không có chữa, không nói. Để cho bây giờ người ta chửi tôi. Mặt đuổi đâu đâu rồi mà nói. Mất luôn cái mối làm ăn. Mỗi tháng 3.000 đồng bạc tiền nhà, tiền cửa, tiền ăn của tôi. Bả đưa không đó. Thì bây giờ tôi cứ tưởng là gia đình không biết gì. Mình gài vô xong nó mới có chút mới nhỏ thì mới à. Gài vô xong về cái nói sao đẻ sớm, bác sĩ biểu đẻ. Thầy ơi, thầy ơi, con xin lỗi. Thật ra cái chuyện này bây giờ nó cũng lỡ hết rồi. Đó, cái gì? Mày làm nhục mặt gia đình, mày thấy không? Bây giờ mặt mũi nào đi ra đường. Đi biết không? Con á, ngày nào con cũng đi với anh cu tèo vô trong cái giường ổi hết trơn á. Thì hết chỗ mà vô với chỗ vắng dễ chi vậy? Thì vô trọng mà mình mới dễ. Dễ bà nội mày hả? Thì vô trọng mà ngày nào anh cũng dắt con vô giường ổi cả 6 tháng nay rồi. Trời ơi. Cứ mỗi ngày con vô trong đó, con ăn một trái ổi. Ngày nào cũng vậy, con bước vô giường ổi, con ăn một trái ổi. Con ăn riết đến một ngày kia con chịu không nổi. Rồi cái ngày đó con ăn quá trời ổi luôn. Con ăn xong, con thấy tự nhiên cái bụng mình nó quặn lên, nó sình lên. Mỗi ngày nó bự lên, nó cứng ngắc à. Như vậy là con ăn ổi, con có bầu phải không tía? Thằng Tèo là thằng nào? Dạ, thằng Tèo là bị bóng. Bạn con. Bà mẹ tao phan cái này chết mẹ mày á. Hồi nãy mày nói sớm sớm đi. Mọi người đâu có kịp để con. Mày ăn ổi mày có chữa à? Dạ, ăn ổi có chữa. Mày sinh bụng mà mày làm tao mất tháng 3 nha. Mày là tức là con ăn ổi con sinh bốn. Cái thằng đó là con là không, nó không có thẳng nữa. Dạ, anh muốn không mà anh nhìn con là anh ói luôn á, không có mặn gì hết á. Là mày ăn ổi. Ăn ổi sình bụng rồi bây giờ sắp đẻ rồi đúng không? Nó không tiêu đúng không? Dạ nó không có tiêu, nó bụng nó bự ra quá trời. Mày sắp đẻ ra bà chính á nghe. Dạ. Mày ngu quá vậy? Mày ăn ổi làm sao mà mày có cái kia được? Vậy không có hả? Trời ơi vậy mừng quá, vậy là con không có chữa hả? Mày mừng cái gì người ta? Cha con mày mừng mà tao chết cha. Trời ơi trời ơi. Trời ơi. Vậy là tía ơi, vậy con xin lỗi tía. Vậy là con đã làm kế hoạch này không có hoàn hảo phải không tía? Tao giết mày bây giờ. Mày con ngu. Dạ tía ơi con xin lỗi tía. Tỉnh dậy anh Tư ơi, anh Tư. Thầy ơi thầy tỉnh lại đi thầy ơi. Thầy tỉnh lại đi rồi con kêu bà chính lại. Rồi bà trả tiền lại cho thầy nghe. Còn lâu. Vì cha con mày mà con tao chết đói rồi đây nè. Trời ơi là trời ơi.
Quái nhỉ. Đã dặn rồi đấy chứ. Giờ này đã chưa có đứa nào ở ngoài sân đình cho ông sai việc cái nào. Cái thằng Mõ đâu rồi? Ô, hay nhỉ? Mõ đâu? Thằng Mõ! Thằng Mõ đâu rồi? Hả? Đứa nào đây? Đứa nào đốt chát thì ngoài đây đây? Với sáng tinh mơ nó làm ầm ĩ lên rồi. Ôi, con lạy cụ xã. Thế mà con cứ tưởng cái đứa mất dạy nào nó tới đây làm ô uế cửa đền. Con này ông thọt vào mồm mày bây giờ. Con mất dạy. Thế mày là đứa nào đấy? Dạ, con là Đốt, vợ của Mõ đây. Thế hôm nay tao bảo chồng mày nó ra đình sớm cho ông sai việc. Thế nó đi đâu mà lại vác con vợ sang quẳng ở đây? Chồng con đi vắng ạ. Thế hôm nay nó không biết nó có việc hay nó đi vắng. Nó đi vắng là nó đi đâu mày bảo? Nhà con bận đi đánh golf ạ. Thôi, thời thế đảo điên, chó lại mặc váy lĩnh. Lớn khổ. Đánh golf là dành cho những kẻ ăn trắng mặt trơn, người ta giàu có. Còn chồng mày trên răng dưới một rổ củ từ. Thế đi, đánh golf là đánh cái gì? Nhà con nó có hẹn với lại Tiger Woods ạ. Ô tiên sư, con này đánh golf để đánh với người, tại đi sao đi đánh với con cọp gỗ? Dạ không, cái đấy là cái người nổi tiếng lắm, Tiger Woods là người ta chứ không phải là chứ không phải là con cọp gỗ. Tao chả cần biết cái thằng Tiger Woods là cái con gì. Mà hôm nay đây, bây giờ này, có chồng là phải gánh vác giang sơn nhà chồng. Chồng mày hôm nay nó không có mặt thì mày phải làm thay việc làng, thế thôi. Bẩm ông, thế làng nay có việc gì thế ông? Ôi giời ơi, mày sao mà sáng sớm mày sao mà rời nóng quá nhỉ? Đấy, thế mà nóng ông... Cụ sao thế? Tỉnh rồi. Sao thế? Không, cụ mày lâu lâu lại có cơn chuyển. Thế hả? Thôi, chuyện của làng cũng to đấy, nhưng mà cái này to hơn. Cụ gác chuyện làng sang một bên đi. Gác chuyện làng sang một bên. Gớm, từ xưa giờ chỉ nhìn thấy thằng Mõ, chưa có bao giờ nom thấy vợ thằng Mõ đâu. Bẩm, cụ khen thì con cảm ơn, nhưng mà con xin mạn phép nhắc cụ là cụ phải cẩn thận mồm miệng nha, kẻo ngộ nhỡ vợ cụ mà nghe thấy thì có mà ốm đòn đấy. Đúng khổ, con phải việc gì phải lo bò trắng răng thế. Này, có tao ở đây chả đứa nào dám động đến mày đâu. Không, con bảo ốm đòn đấy là nghĩa cụ ốm đòn đấy chứ đâu phải con. Ừ nhỉ, mày nhắc thì ông mới nhớ. Nhớ xong nổi hết cả da gà lên. Tấm khổ con vợ tao nó tợn lắm. Mà số kiếp tao thế thì phải đành chịu thôi. Vâng. Nhiều khi ấy, nó buồn buồn nó lại sáng tao vài bợp tai. Nhưng mà thôi, tao làm ấy thì tao cũng dám nhịn đi, cho gia đình nó trong ấm ngoài êm, chứ tao sợ gì nó. Thế thì bà nhà có phước quá. Số con nó đúng là số ăn mày cụ ạ. Chồng con thì nó dữ lắm. Nó chỉ cần trừng mắt thôi á, thì bố bảo con cũng chẳng dám cãi cụ ạ. Ấy thế mà ông giời không có mắt. Đáng lý ra người hiền như mày phải lấy tao làm chồng mới đúng. Mới gọi là lồi lào úp vung lấy. Dạ. Cụ thế được mấy đứa con rồi? Dạ bẩm cụ, vợ chồng con thì hiếm muộn, nên bây giờ mới chỉ được có 6 đứa thôi ạ. Ồ, hiếm muộn mà được 6 đứa á? Vâng. Gớm, nằm cái bên dưới nó xà thế kia thì chả có con nhiều là gì. Này, dạ. Vợ thằng Mõ. Vâng. Hôm nào mát rời mày ra bờ ao cho ông gửi đứa. Ấy chết. Cụ nói thế thì còn gì là tôn ti trật tự. Quan trên trông xuống, người ta trông vào sao mà được. Gươm khổ, việc gai gu thì cho gì phải tôn chi trật tự. Này, dạ. Ông thì tuy là lá ngọc cành vàng, nhưng ông không bao giờ phân biệt giàu nghèo gì cả. Miễn sao đẹp là ông thích thôi. Đấy, bởi người ta có câu là tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh. Ấy thế là lô lai, là lum bổ anh, là xem lum bổ ten. Nghĩa là gì cụ? Tắt đèn thì số 1 cũng như số 10. Gớm khỏi. Con là
gái đã có chồng. Cụ mà dê con thì con kêu làng nước lên trong mà xem nhá. Ôi anh Đốm ơi, ôi làng nước ơi, cụ xã cụ dê con. Cấm không, cấm một. Ô cô gái này. Này, dạ. Ông buồn quá, ông đứng đây ông đùa với mày cho đỡ boring thôi nhá. Tiên sư nhà mày, mày làm gì mày la to thế hả? Này, dạ. Ông nói cho mày nghe nhá, ông bà mình vẫn có cái câu này nhá. Kình nghe thì vui thú, kình nghe tép tôm lại cứ vui bề tép tôm. Thế bây giờ mày uống thuốc vào mày nằm ngủ mày chả mơ được đĩa đeo chân hạc với con ạ. Vẫn khổ. Này. Dạ. Mày có biết con màu không? Ôi, thị màu thì ai mà chả biết nó. Hồi trước ấy nó còn đi thi hoa hậu chung với con mà. Mày mà cũng thi hoa hậu á? Vâng, đợt ấy thì nó thì trúng được giải hoa hậu ăn ảnh. Còn con thì con trúng được giải hoa hậu duyên dáng. Gớm khổ, cả làng này ban giám khảo nó mù hết hay sao mà lại cho mày cái giải hoa hậu duyên dáng? Tự cụ ấy, cụ chỉ thích vẻ đẹp bề ngoài nên cụ mới nói thế. Chứ sách đã dạy rằng nhá, có duyên ấy thì nó ẩn cả vào trong, vô duyên thì nó lại bong ra ngoài. Bao nhiêu cái đẹp cái duyên của con nó ẩn cả hết vào người trong của con ấy, nên cũng không thấy đấy. Mẹ người mày cứ căng lên như bánh phồng tôm chứ nó ẩn vào đâu hả? Bao nhiêu nó lại bong hết ra đấy rồi chứ còn đâu. Mày mà ẩn ngược vào trong mày thở được à? Cụ này. Dạ. Mà thôi dẹp chuyện đấy đi. Ngày hôm nay ấy là con Màu ấy nó có việc. Dạ. Mày ấy phải đi ra, mày giao cho mời cả làng đến đây mà ăn khoán. Thế à? Thế giao làm sao hả cụ? Nghe tao giao rồi đọc lại một lần. Vâng. Nghe đây này. Dạ. Chiêng làng chiêng cha. Dạ. Thượng hạ Tây Đông. Con gái phú ông tên là Màu Thị. Ê cụ. Con Thị Màu đó tên là Thị Màu, sao cụ lại gọi nó là Màu Thị? Mày dốt, mày không theo kịp thời đại rồi con ạ. Ngày xưa ở làng mình nó gọi là Thị Màu. Vâng. Nhưng bây giờ Mỹ Tây nó sang, nó làm, nó đầu tư nhiều lắm rồi. Bây giờ nó phải đổi ngược lại tên là Màu Thị, hiểu chưa? Ồ, thế ồ, thế mày tên gì? Ngược. Con á, tên thật trong giấy khai sinh của con á, tên là Trần Thị Cởi. Đấy, mày sang Mỹ nó đổi lại là Cởi Trần ngay. Con chẳng dám xuất cảnh sang Mỹ đâu cụ ạ. Qua đấy thì nó cứ bắt con tối ngày cởi trần thì chết bỏ mẹ cụ nhỉ. Này, đọc lại một lần cho ông nghe xem. Mắc mớ gì mà con phải thuộc để đọc lại một lần. Đây, con đã thâu sẵn vào đây này, cụ nghe nhá. Chiêng làng chiêng cha, thượng hạ Tây Đông. Con gái phú ông mày kiếm đâu ra cái quái gì mà hay thế? Việt kiều Mỹ gửi tặng cái máy thầu đấy. Con đâu có cần phải thuộc, con chỉ việc đi khắp làng gõ mõ rồi bật máy lên cho cả làng nghe là được rồi. Hay gì thế? Vâng. Đâm ra hay tự dưng người mở lên lại ghé chiêng làng chị. Em mày chơi xỏ tao à? Sao cụ? Mày làm mõ hay tao làm mõ? Tự dưng xong mày mở này lên xong cả làng bảo tao là thằng mõ à? Cụ à, thì coi như là con gõ mõ, cụ giao coi như là chúng mình xong ca ấy. Thôi cụ ơi, thôi để cho con đi giao một vòng đi rồi đổi về, con còn cho con bú nhá. Thôi con đi đấy nhá cụ. Bú mớm gì sớm thế? Là bà đây. Dạ. Đây này, một tí nữa đấy là thằng phú hộ đấy nó dẫn con nó đến. Dạ vâng. Bây giờ nếu mà nó đến mà nó nhận tội thì khỏi cần phải giao. Còn nó không nhận tội thì mày cứ bắt nó gia đình mà ăn khoán. Để mày mới lúc đấy mày mới cần đi giao. Bây giờ dọn nước non đi, cụ tránh sắp đến rồi đấy. Ê, dạ vâng, vậy con làm liền. Gớm khổ, từ sáng đến giờ có mỗi mình ông. Ồ, dạ, con lại cụ Tránh à. Ờ, ông xã. Vâng. Ừ. Dạ, con chào cụ Tránh. Mày là đứa nào mà sáng sớm ra sân đình ăn mặc sexy quá vậy? Lũ tao có mỗi máu dê sao? À, nó là vợ của thằng mõ đó bé ạ. Vậy à? Vâng. Ai design cho mày cái áo mà sao mát mẻ dữ vậy? À, dạ, Cao Văn Hiệp. Ồ, sáng rồi này. À, cụ Tránh. Ồ, chảy máu cam rồi đây này. Vậy à? Gớm khổ.
Đây mày đứng đây tí hồi cụ Tránh là học máu ra bây giờ. Sang đây. Dạ vâng. Vâng, con rước cụ Tránh ngồi ạ. Ừ. Vâng. Giờ này sao chưa thấy cha con Thị Mầu tới vậy? Vâng, vẫn chưa thấy cha con nó đến. Chắc kẹt xe quá. Ô, cả làng mình đi bộ mà kẹt xe gì? Ông không có lộc ăn, thấy không? Cả năm trời nè, mà làng này chỉ có một đứa chữ quan thôi. Hồi tôi còn làm xã trưởng đó hả? Tháng nào cũng có đứa có bầu hết trơn á. Ăn tiệc mệt nghỉ. Hết nhiệm kỳ này hả? Tôi đề nghị ông từ chức đi, đừng có tái ứng cử nữa. Thị Mầu tới. Đưa phạm nhân mà làm như rước hoàng hậu. Cho vào. Cho nó vào đi. Thế là đời nát bét, dành dụng suốt kiếp, chẳng dám mà gì giờ thì nát bét. Chứ nó mà đẻ con cái như thế này mà đẻ ra cái trứng mà tôi luộc, tôi chấm muối tiêu tôi ăn cho nó rồi. Thằng kia, tao cho gọi con Thị Mầu chứ tao không cho gọi con Thị Lỡ. Đúng. Dạ, con chào cụ Tránh, dạ, chào ông xã. Dạ, hôm nay là tôi dẫn con Mầu nhà tôi đến đây. Đâu? Con Mầu đâu? Mầu ơi, mày đâu đó? Đang nói chuyện với Thủ tướng Canada. Đi vào đây. Bao cô gái khiến con tim anh lạc lối họ. Sao anh gian dối để trong lòng em suối bờ hò. Tình như hạt mưa làm ướt mắt em đó nha. Tao bảo mờ mắt mày mà mù mắt mố mày đây này. Thử đã vào đến công đường rồi mày còn không lo mày chào cụ Tránh với ông xã đây còn trố cái mắt rồi đấy. Có trố đâu mà ăn kiến, có trố đâu mà trố thấy rồi mà nói thêm hò. Còn không mau chào. Từ từ, cái gì cũng phải từ từ. Chào cũng phải từ từ. Cũng phải có duyên dáng chứ. Dạ, Jennifer Thị Mầu. Dạ, cụ xã Cát Tường. Cháu chào cụ. Dạ, dạ, Jennifer Thị Mầu. Anh Chánh mạnh giỏi. Cái gì vậy? Cái gì vậy Mậu? À, hả? Trời ơi, bộ ở đây cũng có bọn khủng bố nữa hả? Đâu phải, ông xã ông bỏ búa. Trời, vậy mà tưởng nó bỏ bom không à? Trời ơi, em ưa bị xỉu lắm tại em bị bệnh tim thầm. Trời ơi. Dạ, cho nên gõ nhẹ nhẹ thôi. Này, con Mậu. Dạ. Dạ. Tại sao ạ? Cả cái làng này ai cũng gọi là cụ Tránh. Dạ. Chỉ riêng mày mày lại gọi là anh Tránh là thế nào? Là tại vì anh Tránh anh tới nhà anh dê thẳng con mà. Anh nói Mầu ơi, đừng kêu anh bằng cu. Cái gì? À không, bằng cu lộn. Nhìn mặt anh các em nhớ cú không vậy à? Ô, hóa ra cả làng này tập họp toàn là chức sắc có máu dê. Bây giờ mới biết nhìn mặt là đoán liền rồi. Ông xã thông cảm. Bị bữa đó nhậu xỉn quá tôi đâu có nhớ mặt nó. Mau 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 dạ, con dạ. Qua đây con không qua đây. Là nữa hả? Từ từ chạy qua. Con ơi, cái chuyện cụ Tránh dê con là cái chuyện trong xó bếp. Đâu có, ở ngoài phòng khách mà. Trời ơi. Trời ơi, cái gì ra quyện đường là xó bếp nói xó bếp, phòng khách nói phòng khách. Mình phải xác định đúng vị trí người ta xử nên mới vô. Bố lại mày. Nhưng con mà đây là được. Trước công đường con phải cẩn thận mồm mép. Dạ. Là vì con phải nhớ là miệng nhà quan có gan có thép, hiểu chưa? Chưa, hiểu chưa rồi. Mà tại miệng con có keo có dao sợ gì. Trời ơi, có gì đâu con sợ. Mà con nói bố nghe, bây giờ con góp ý thiệt, cha con mới nói cái môi bố thâm đen lắm rồi, con mụ đớp mụ đi đâu vậy, không biết ta đang nói chuyện mất lịch sự dễ sợ luôn à. Nói bố nghe nha, cái đó là cực dữ lắm á, đừng có bậm mà ăn nói chuyện mà như vậy hoài rồi mất mẹ cái môi, mà cái mặt không có cái môi làm sao mà coi, mà cái mặt đã xấu rồi đó. Đứng vào đây, đứng vào bên này cho bố nói chuyện. Người ta góp ý không nghe. Chỗ này là công đường chứ không phải chỗ mà hai cha con đứng tâm sự. Dạ. Thế dạ. Bây giờ ông nói thế nào? Dạ thưa hai cụ, sách có câu: con dại cái mang, tội quy vu trưởng. Con Mầu nhà tôi nó còn dại. Nào. Nó lỡ dại nó khôn 3 năm dại 1 giờ. Đâu có là 1 giờ đâu, 10 phút là xong hết trơn à. Đâu có tới 1 giờ dữ vậy trời ơi. Trời ơi, thiệt. Đi ra quyển đường
10 phút, nói 10 phút, 1 giờ, nói 1 giờ. Người ta biết giờ giúp người ta sửa, 1 giờ nó chạc thêm tiền trả chết luôn. Con là thật lòng lắm. Tao lại mày. À, dạ thưa, xin hai cụ cũng nghĩ đến cái tình mà hai cụ quanh năm suốt tháng ăn nhậu ở nhà tôi mà xin nới tay này, làm phước ạ. Tôi nói cho ông biết nhá, quân pháp bất vị thân, phép vua còn phải thua lễ làng. Cả năm nay bố tiên sư nó làng mới vỡ được cái một vụ chữa hoa. À, nói vậy hôm nay em không mở chữa. Hàng. Em mở hàng có chữa đầu tiên đó. Mày đấy, mày chữa đầu tiên đấy. Đúng rồi, tiếp tục xử đi ông xã. Dạ không. Bỏ qua bữa nhậu uống. Dạ không, tôi đâu có dám xin hai cụ bỏ qua. Chỉ xin hai cụ dơ cao đánh khẽ cho cha con tôi nhờ ấy mà. Này, tôi nói cho ông biết nhá, bây giờ là ăn thua là con ông thôi. Nó có chịu khai hay là không chịu khai thôi, trong hồ sơ tôi đã ghi rành rành ra đây này. Thế con Màu mày có chịu thú tội hay không? Dạ. Xã ơi, xử xử lẹ lẹ đi, còn ăn trưa nữa, đói quá rồi. Trời ơi, mày đặt ăn trưa rồi nó thân mới lớn mà mày đặt ăn hoài. Này, phiên tòa đó. Con Đức. Dạ. Mang cái búa ra đây. Bác. Tiên sư mày, cả cái đình này có mỗi cái búa này gãy mẹ nó cán luôn rồi. Trời ơi. Ờ, đó vậy đi. Trời ơi, dạ. Cái búa mà bà làm được gì bà cầm đây. Cái bồ lô. Dạ ơi. Ôi, sao ông xã? Đó, thấy không? Đỡ phụ cây. Ôi giời ơi. Tiên sư nhà mày chứ. Cậu nhẹ thân. Không còn cái búa nào à. Mày mang cái búa này, cái trọng lượng nó gấp 4 lần tao à. Cầm có một tay mà ông cầm tới cả người. Mày lực lưỡng thế kia mà. Người mày không cần tập tạ, mày cũng đấy đà thế. Tao thì người ta cầm cái này cho tao chết à. Này. Xài tạm đi. Bây giờ thế nào? Phiên tòa bắt đầu đây. Dạ. Mà nói cho Quang Nga nha. Nói Quang Nga nè, biết sao mà ba của con nói tiếng Bắc mà con nói tiếng Nam không? Tại con muốn chơi sóc hàng đó. Con nói thiệt đó. Đừng có nhìn con giải thích thôi. Là tại vì hỏi ổng khi hồi nhỏ đó, hồi lúc mới nhú đầu lớn được cái chút cái chân liền mình vô nội trú Gia Long đó, rồi xong toàn là nói tiếng Lam quên mẹ tiếng Bắc. Cái này thì ông xã khỏi có thắc mắc. Tôi cũng dân Bắc Kỳ nè. Nhưng mà hồi đó vô trong Nam làm đồng tiền con su riết là quên tiếng Bắc luôn à. Dạ đúng rồi, thì ông vô đó ông cạo mũ ông ăn riết là ông quên mất tiêu rồi. Ông ấy, nó nói tôi còn tin, còn ông nói làm sao tôi tin được. Tôi nhìn cái giấy khai sinh của ông đẻ Cà Mau mà. Ủa, nói vậy chắc tôi xài lộn khai sinh người khác. Cô chấm thì thiệt. Này, dạ. Bây giờ thế nào? Dạ. Này, tao bảo cho con Màu biết. Dạ. Cái làng này ấy, là nổi tiếng là mẫu mực. Dạ. Nhá, gương mẫu về thuần phong mỹ tục. Dạ. Quá chồng ấy còn chưa được tái giá nữa. Tại sao mày là con gái lại chữa hoang? Tại vì bữa có mang thuốc mà quên uống để ngừa. Con này mày bẻ mép vậy? Thì có sao nói tao hỏi vậy? Mày này. Dạ. Mày ngủ với thằng nào ấy mày phải khai ra. Để làng bỏ tù nó. Mày không khai á. Mà mày đi tù này, rồi bố mày phải làm cố đại cả làng. Tổng số dân làng ở đây là 1.800 nhân khẩu. Nặng lắm đó nhà con. Con nghe chưa con, Màu nghe chưa Màu. Ủa bố ba khóc hả? Tao khóc rồi. Tao ơi, mà cái giọng ấm tưởng Trần Thái Hòa nó hát đêm đông. Cái giọng trầm quá. Trong cái đầu mày nó phen này thì bố phải bán nhà mất con ơi. Sao vậy? Thị trường địa ốc nó đang xuống, bố không muốn bán con ạ. À. Dạ. Thương bố khai đi con. Đứa nào làm mày có bầu khai đi con. Trời ơi, con cũng muốn khai lắm mà tại vì bố đó cúp điện không nhớ mặt được thằng nào. Cúp cái đầu mày chứ cúp. Ừ, mày coi đây này. Ê đừng ba ơi, trời ơi sang xuân nay nhiều tiền ba đừng, mấy quan này tham lắm. Ba ơi đừng mà. Thầy đi ra xuống ba. Ba đừng. Cúp cái gì, đây đây mà coi đây. Trời ơi hết hồn chưa. Trời ơi sang xuân nay mà chơi đồ 8 thế kỷ chứ, ta chịu nổi không. Đây, mày coi đi. 1.800 người. Mà 10 người một thồi vị trí là 180 thồi. Xin lỗi đi, thồi là bàn đó phải không? Đúng rồi. Rồi ba nói tiếng Bắc còn dịch sang tiếng Nam đi. 180 bàn có gì đâu lo. Ba cho mỗi một bàn một dĩa cơm chiên cá mặn, xúc một đống muối thảy vô trong đó. Nó ăn một muỗng, nó uống 80 ngụm nước, nó loài bụng, nó là bụng đâu nữa ăn. Muối với cá mày không mua tốn tiền hả con? Sao này như... Dạ. Bố con mày phải hiểu là cái làng này toàn là chức sắc việc làng đấy. Dạ. Nhá. Chứ không phải cô hồn đâu, muốn bố thí cái gì ăn thì phải ăn. Dạ. Cụ Tránh. Ừ. Menu soạn đâu rồi, đọc cho chúng nghe đi. Có đây, thức nguyên đêm đó. Trời ơi, thấy ghê không? Special menu for chữ hoa. Trời ơi. Món thứ nhất,
đặc sản ốc dồi dồi. Thứ nhì, lobster xào hành gừng. Thứ ba, dì ca nương tui. Thứ bốn, nhung nai chân cách thủy. Thứ năm, sừng tê giác đậu trắng. Thứ sáu, móng gấu ngâm mật gấu. Thứ bảy, gà đen hầm thuốc bắc. Cụ ơi, gà trắng còn chết chứ xá gì gà đen. Đấy là còn thiếu đấy. Còn thiếu một món tráng mồm. Trời. Đúng rồi, dessert vịt Bắc Kinh. Cái gì vậy bố? Con nghe chưa? Dạ nghe. Mấy món kia sơn nào hải vị như thế. Dạ. Rồi đến món tráng miệng nó còn đòi vịt Bắc Kinh thì bố tao sống dậy chịu cũng không nổi. Đừng con có lo, ba đừng có lo. Trời, mấy ông tham ăn vậy đó, ăn tráng miệng mà đòi ăn vịt Bắc Kinh. Vịt nó đâu có ít mỡ đâu, kệ cho nó ăn đi, mỡ đóng ở trong mỏ nó khỏi thở đâu con. Con thương bố khai đi con. Dạ. Bây giờ mày có khai hay không? Trời ơi, con khổ quá à. Bước qua em khổ quá. Chánh ơi, chánh, em nhiều boyfriend lắm, làm sao nhớ được à. Con ơi à, em bị tim thòng mà. Ông xã ơi, bé Màu tim thòng, tôi thì thòng tim. Ông cứ gõ búa hoài, nó xỉu, nó xà cho người tôi. Già rồi, sức đâu chống nổi. Con kia, mày đứng lên ngay. Mày thì tim thòng, ông này thì thòng tim. Mày cứ sáp sáp vào thế để ông thòng hết xuống bây giờ. Trời ơi, đừng có lo, cỡ tuổi ổng mà còn cái để thòng là cũng mừng lắm á. Bước sang bên này. Dạ. Này. Dạ. Bây giờ thế nào? Hay là con chỉ đại được không? Áp bước quá chỉ đại được không? Con thông minh quá. Đó. Con cứ chỉ đại đi rồi cha con. Mình thoát lại. Hả? Cái làng này đâu có máy thử máu đâu mà con sợ. Công nhận cha khôn hơn con quá. Bây giờ trong làng này cha thù thằng nào cha nói đi. Nói gì? Con khai ra là chết mẹ nó luôn chứ chi. Bố nói cho con nghe, nếu mà thù thì bố thù cả làng. Nhưng mà bây giờ như thế này con cứ chỉ đại cái thằng năm con cụ tránh vô. Tại sao phải chỉ là có? Tại vì bố ghét nó lắm. Tại sao vậy? Tại vì nó đánh cờ tướng nó cũng ăn bố nè. Dạ. Nó trọi trâu đá gà cũng ăn bố hết. Dạ. Chỉ thằng đó. Là tại vì bố dở quá rồi, yếu yếu bày đặt ra gió già, bày đặt chơi với con nít chơi không lại rồi thù giặc người ta. Thôi được rồi thằng, á thằng năm không được. Tại sao không được? Nó bê đê. Trời trời, bê đê làm sao làm có bầu, người ta phai đau ra con tội đứt bồ luôn á. Này, bậy, phải khai là phải khai cho đúng tội, phải khai cho đúng người. Mày ngủ với thằng nào mày nói nhanh lên mày. Đúng rồi, không khai hả thì cho đi tù một năm đi. Con ơi, con nhớ chưa? Con nhớ ra rồi. Cháu nó nhớ rồi. Nghe nói chuyện muốn đóng rồi. Mũ đêm. Dạ. Sao mày không mở máy lạnh? Ôi trời ơi, sao cụ lẩm cẩm thế? Giữa sân đình làm gì mà có máy lạnh? Vậy mày không biết đứng sau quạt người ta à? Vâng, để con đi lấy cái quạt. Nóng quá. Con nhớ chưa, con khai đi, hai cụ đang chờ con đấy. Con nhớ rồi đế đi ơi. Con khai đi. Em nhớ rồi chánh ơi. Vậy thì em kể đi. Con nhớ rồi xã ơi. Khai đi. Dạ, con khai đây. Con kể đây. Kể đi em. Tôi kể các người nghe. Cháu nó kể. Đời con thì mâu thực là sung sướng. Đến tuổi cặp kế cô có nhiều trai theo nên lắm điều mộng mơ. Sao vậy? Tần khúc chiều mưa nguyện anh trên. Cái mồm, bây giờ ta bảo mày khai. Tiêu ngao. Ta bảo mày khai chứ mày lầm bầm mày đọc cái gì đấy. Từ từ nó phải có mở đầu rồi tới giữa nó mới kết thúc được đó. Mưa mỗi lúc một tô, cô mới tìm chùa trú mưa, xong cô mới ghé vô nhà. Mày ghé vào nhà ai? Ý không phải nhà mà là chuồng bò. Nhớ rồi, chuồng bò. Cái tự nhiên có một ông to cao, ông tiến tới gần con và ông hát gì nè. Đêm nay ai đưa em về, đường khuya mưa rơi náo nề. Con nghe hát xong rồi con xúc động bồi hồi. Gì kỳ vậy? Màu ơi. Ta bảo chứ chứ con này nó chuyển tông liên tục nhỉ? Bọn nó hát hay lắm hay sao mà mày xúc động? Hát dở ẹt à. Mà tại vì con nói bà nghe chuồng bò nhiều rơm lắm. Mà bà có nghe câu này không? Lửa gần rơm cháy chuồng bò rơm. Này, cái lửa gần rơm đấy mày bảo mày thấy chuồng bò rơm nhiều
thì ít nhất phải mày phải nhớ được cái mặt nó chứ. Trời. Mày tả cái mặt nó xem. Trời đấy, đấy, ơi đấy, trời, đấy, đấy, lúc đấy. Đó con mắt nó lim dim rồi làm sao mà thấy được mà nhớ. Trời ơi, hỏi ác ghê rồi trời ơi. Con ơi con không nhớ rõ để con không phải nhớ láng máng nó là nó cao hay nó thấp hay nó béo hay nó gầy chứ con. Đúng rồi đế đi nói đúng rồi. Em nhớ rồi Chánh ơi. Nhớ hả? Anh ấy to cao. Sao? Mặt tròn. Rồi sao nữa? Anh ấy có hàm râu, bạch kim. Hả? Và có một cái đặc điểm nhận dạng chính xác. Đúng rồi, một rồi. Một rồi. Tóm cổ thằng Chánh nhớ lại. Nghe lên. Cái gì? Ông xã nói gì? Tóm cổ mày nhớ lại. Mình mất xong tự nhiên mà tóm cổ tôi là sao? Nó tả ông rồi còn ai nữa. Tướng ta to cao mặt tròn như cái nguyệt. Có râu bạch kim. Có cái nốt ruồi bên mép. Tiên sư mày bắt nó ngay đi. Ê khoan. Con mau. Tao có thù gì giọng họ nha mày. Mày bị đỡ hại tao. Thằng nào ăn nắp bắt tao đổ vỏ hả? Mày chi tao có chấm bút gì tao mới gồng mình tao chịu chứ. Ông giận lắm phải không? Ông xã. Kết thúc vụ án lại lên. Để nó đứng nó khai tầm bậy tầm bạ thôi hả? Tới tay vợ tôi nó đuổi tôi ra chuồng bò ngủ thiệt không phải chơi à. Ta kết thúc vụ án này. Trời ơi. Ôi giời. Cái này nó nặng thế. Ông cần con phụ không? Mày đỡ lên hộ tao cái. Ông xã người ông nhỏ mà búa ông to quá. Tiền An. Khoan. Đứa nào đây? Ai vậy? Khoan. Gì vậy? Khoan. Gì vậy? Khoan. Các người đừng tuyên án. Mày là đứa nào? My name is No. I do know. Yes, I am No. Dạ, thưa hai cụ, thằng No này là cái thằng nó ở đợi nhà tôi đấy ạ. Tôi chính là thủ phạm, là tác giả bào thai của Thị Màu. Anh nhận vậy là anh ở chịu ở tù thay thế cho em hả? Em Màu ơi, bao nhiêu năm qua anh hầu hạ em, anh bưng nước cho em rửa chân. Yes. Cho nên anh thường xuyên rình coi em tắm. Trời ạ. Nhưng mà em ác lắm Màu à. Hả? Tại sao em đối xử với anh tàn nhẫn như vậy chứ? Em làm cái gì chứ? Tại sao em lại tắm vào ban đêm kia chứ? Em thích. Anh rình hoài mà không thấy gì cả. Trời ơi, em biết là nỗi uất ức của anh như thế nào hay không? Cho nên anh tha thiết yêu em giống như trong tuần người phu khiên kiểu cưới. Và hôm nay sao anh? Anh quyết định tới đây bày tỏ tình yêu của anh với tất cả mọi người bằng cách nhận anh là tác giả của cái bào thai này. Hết. Hay, hay quá anh ơi. Trời ơi, con người anh nhỏ bé mà tâm hồn anh cao thượng quá. Mà trời ơi, mấy con quỷ kia nó ác ghê. Mấy lâu nay nó đồn anh bóng. Không, anh không bảo. Thì đó, em nói đâu có thằng bóng nào mà xấu dữ vậy. Trời anh ơi. Anh ơi, em nói cho anh nghe, cô giáo ngày xưa có dạy em rằng. Hả? Mậu. Anh, cô nói đừng thấy thằng nhỏ con mà tưởng rằng trong người nó thứ nào cũng nhỏ. Không đâu, trời xanh có cái này cái kia. Nếu tất cả đều nhỏ, trời sẽ cho nó cái khác bự để bù. Cái bự của anh là trái tim anh đó nơi. Em Mậu. No. Em hãy ráng. Dạ. Giữ gìn sức khỏe nha. Dạ em biết. Anh ơi, vào trong tù cẩn thận nha. Anh biết rồi. Qua cha em dặn dò gì? Dạ thưa ông. Rồi. Thôi thì đến nước này thì thôi con cứ vui vẻ con vào ở tù nhá. Dạ. Thế thì mãn hạn ra đó thì ông lại cho con về nhà ông con ở đợi tiếp tục. Trời ơi. Dạ. Cái cuộc đời con hết ở đợi tới ở tù vậy ông. Anh. Em hả? Anh chia tay với em nè. Dạ. Anh chúc cho Màu mẹ tròn con vuông nha. Trời ác quá, tôi tròn vậy nó chút nữa tôi lăn hay chi. Trời ơi, con tôi mà vuông làm như bánh chưng bánh dày thì cười quá. Em Màu. Anh Nô. Hãy ráng chờ anh em nha. Yeah. Đừng lấy thằng nào nhé em. Oh yeah. Anh hứa khi ở trong tù. Sao anh? Anh sẽ ráng tìm cho được lá diêu bông. Trời. Oh, yeah. Để anh về em gọi anh là chồng. Anh ơi, ráng nha anh, ráng ở tù nha anh. Xong cố rồi. Gắng ở tù cho tốt nha anh. Anh biết rồi, xong rồi, chia tay xong rồi. Tiền An. Quang. Chuyện các người cứ làm. Trời đất ơi. Lửa là phải hối, ra tay đi. Sao giống đời cô lũ quá vậy?
Khi đó bây giờ chuyển sang đời cô nô. Trời ơi. Sao mày đang đỡ cái búa sao mày về thả ác thế hả thằng Lô? Con cũng đỡ cụ mà. Không sao. Bắt nó đi. Đem nó đi ngay đây. Dạ. Em mau dạ. mau. Anh no. Đem nó đi. Em mau. No. Đem nó đi đi. Đem thì nó đi ngay. Con tao mày. Tụt mấy tao bây giờ. Buồn già. No. Nghe nói nè. No. Xin phải hôn anh một lần. Con em sẽ hôn anh. Trái. Mai ta ra xa nhau thật rồi. Ơi cô Trái, cô Trái. Em biết khi tàn bóng đêm. Oh yeah. Bình minh rồi sẽ mang anh thật. Bè tiếp nha. Come on, come on. Tiên sư chúng mày bây giờ còn chờ đến bình minh mới mang nó đi à? Mang ngay bây giờ. Em mau. Không nhận mình thông minh, không giấu là đói rồi. Có thùng mì gói thì cú đói cũng đỡ. Ủa trống trơn vậy? Trời ơi, không còn được một cọng. Thằng này nó đảng hậu thiệt mà dám chơi trên cha của nó. Thiệt là không có ngờ có một ngày mình thê lương như bữa nay. Chưa có thê lương đâu, còn thê lương hơn nhiều cả. Tao tới nước đường cùng như vậy mà mày còn nói không thê lương là sao? Chưa có tới đường cùng đâu, sắp sửa tới luôn rồi. Ta suy nghĩ đi, hồi nãy con hả đi ra ngoài đường á, con gặp ông Sáu Râu. Ông chỉ cho mặt con, ông nói ba mày giật hụi tao một năm nay không trả rồi. Bây giờ mày về mày thông báo với ba mày, tao sẽ qua tao đốt nhà ba mày. Trời ơi, rồi mày trả lời sao? Con mới nói bây giờ chú muốn đốt cứ tự nhiên qua đốt khỏi cần thông báo. Sao mày nói kỳ vậy? Bây giờ con thấy cái nhà này không phải là nhà của mình. Ngày xưa nó là nhà của mình và bây giờ ba tiễn nó đi bằng số đề rồi. Bây giờ người khác làm chủ rồi, bây giờ là quyết định là cho người ta, cho mình mướn. Bây giờ muốn đốt là đốt nhà người ta, không phải đốt nhà mình. Vô tư. Mày nói tao mới nhớ. Đúng là ông trời ông có mắt mà. Trời ơi, tôi ăn ở nhân đức như vậy nè mà bắt tôi nghèo hoài à. Người ta nhà nghèo rớt mùng tơi, còn nhà của tôi á không có cái mùng tơi mà rớt nữa. Khi tôi sinh ra mang được ngay tiếng cầu. Bà nín đi. Ba không có quyền hát bài này. Bởi vì ba sinh ra không phải là con nhà nghèo, ba sinh ra là con nhà giàu. Ngày xưa ông nội để biết bao nhiêu tiền của lại vì số đề cờ bạc mà đi hết ra ngoài đường rồi. Con mới có quyền hát bài này. Con sinh ra là con nhà nghèo luôn, trắng tay luôn. Ê, không có hổn nha mày. Nhà này phải có trên có dưới à. Tao đẻ mà ra mà không được quyền la tao mà mày. Con không có dám la ba. Sách có câu á, tại gia tòng phụ. Ngày nào mà còn ở với tao á, tao làm cái gì mà lại phải làm theo cái đó. Hay quá, cái câu này hay quá. Con mà làm theo ba, bữa nay đôi dép này ra đường luôn rồi. Ba nghĩ sao vậy? Đây nè, con nói thiệt với ba, vì cái cảnh này mà con phải chịu nhục nhã với người ta. Mày nhục cái gì? Con đi qua nhà cô Tám, con mượn gạo. Con năn nỉ cô Tám cho con mượn một lon gạo, con nấu cháo đi, coi như là cô cứu một mạng người bằng xây bảy nóc phù đồ. Cô làm ơn cô cứu khổ, cứu nạn một lon thôi. Ba chỉ cho mặt con, ba mày thiếu tao 20 kg chưa trả rồi. Xong con mới nói 20 kg cô cho mượn được, không lẽ một lon cô đành đoạn không cho sao? Bà nhất định không cho ai. Xong rồi bằng cùng xin đạo tặc ba. Sao? Con phải lừa bà. Mày lừa sao? Con nói cô Tám ơi, cháu bà bị đụng xe, bà vừa chạy ra đường con hốt hai trái bầu con chạy. Có khách tới rồi, nhà không có ăn mà còn mời khách. Ê, không có.
tao nghe kỹ rồi. Tiếng thằng Sáu Quýt. Sáu Quýt là ai? Xã hội đen. Trời ơi, đàn em có chửi nợ tao. Tao nói mày nghe, bây giờ tao vô bếp trốn nghe không? Nói vô mày đừng nói, tao có nhà cái chưa? Ê, còn nhà đó, còn con sao? Kệ mày. Ba. Quan Tài có nhà không? Quan Tài có trong không? Ba mày đâu? Ở đây không phải chạy hồn, không có Quan Tài. Tao hỏi ba mày đâu? Ba con... Đâu? Ba... Ba mày đâu? Trốn rồi. Trốn đâu? Trốn... Trốn đâu? Trốn... Trốn đâu? Dưới bếp chứ đâu, ở đây đâu có chỗ trốn. Lôi nó lên mày. Dạ. Đừng lôi, gia đình này không có hành động lôi kéo để mời đi. Mời ba ra có khách. Ba mẹ mày, thằng Bất Thiếu. Đứng thẳng lên cho anh hôn. Anh Quýt. Mày tính trốn nào mày? Dạ đâu phải trốn. Dạ. Làm gì vậy? Dạ. Quan gặp Quýt quýu quá. Anh Quýt ơi, thông cảm cho em đi. Trời ơi, trong nhà bây giờ có con gà mái tơ nuôi cộng nổi mới luộc chấm muối tiêu rồi. Cho tôi khóc món nợ vài ngày đi anh. Xít đồ nó mày. Chú, còn lại chú. Nhà còn có cái tivi. Chú để cho ba con coi phim Hàn Quốc đi. Ông ái mộ cái thằng tài tử chơi song vong mà ông giữ cái tivi lại. Chú làm ơn để lại cho ông bàn đề cũng được. Dẹp yeah, mày. Quang. Dạ. Mày thiếu nợ đại ca ta bao nhiêu cây vàng mày nhớ mày? Dạ nhớ. Lúc mượn 10 cây. Ừ. Tiền lời cắt cổ là. Hả? Dạ không. Tiền lời nhẹ nhàng. Vốn lẫn lời là 22 cây à. Rồi mày tính chừng nào mày trả? Dạ chắc tới đời con em trả mới nổi quá. Ba. Cái chuyện mà cứu ba thì con sẽ cứu. Nhưng chuyện gì ra chuyện đó. Bây giờ đó, đời của ba ăn mặn thì ba đừng có bắt đời con khát nước. Rồi bắt đời cháu ba phải đi tiểu tội nghiệp đó. Con lại chú, con chỉ cho chú một cái chiêu. Chú bằng bất cứ thủ đoạn nào mà chú có thể lấy được số nợ này thì con mời chú lấy. Chứ nếu chú bước ra khỏi nhà này, con nói thiệt chú, con xuống tóc con đi tu là khỏi có ai trả nợ cho chú. Dạ mày. Ở đại ca. Dạ Sông Quýt đây. Sao? Thằng chủ tiệm vàng Kim Tâm nó giật đại ca luôn 15 cây nó không trả hả? Bây giờ đại ca muốn sao? Chặt tay nó hả? Chặt tay nào? Nó thuận tay trái hay tay phải? Tay trái phải không? Chuyện nhỏ. Được, em đi liền. Ê. Dạ. Bây giờ tao đi nó xử chủ tiệm vàng Kim Tâm. Dạ. Sau rồi đó tao quay trở lại nó xử mày, ok? Đi mày. Cái tiêu quay. Trời ơi. Bàn tay nằm ngon ba vẫn kêu xa. Ba ơi, tiệm vàng Kim Tân có 15 cây thôi mà nó quất hết một màn. Ba tới 22 cây chắc nó quất luôn một cặp luôn rồi. Bây giờ sao con? Bây giờ ba trốn đi, nhưng mà ba đừng có trốn dưới bếp, con bức xúc con cũng chảy ra. Chứ sao con đâu? Bây giờ ba qua nhà bà Chính ba trốn đi. Bà Chính là con thiếu nợ luôn. Trời ơi, vậy nguyên cái xóm này ba thiếu nợ hết rồi, chỗ đâu ba dung thân đây? Rầu quá. Giờ... Mà cũng tại ba không? Tại tao sao? Ông nghĩ sao vậy? Ông nghĩ sao mà ông đặt tên con tên Tài vậy trời? Ba tên quan chưa đủ, sao ba còn đặt tên Tài? Sớm mà kêu một lần, hai cha con một lượt kêu Quan Tài là thấy tiêu diêu. Nghe hai cái chữ đó là thấy tiêu diêu miền cực nhọc à. Không phải đâu. Ông nội mày hồi xưa đó đặt tao tên Quan là vì muốn tao làm quan. Tới khi tao đẻ mày ra đó, tao thấy muốn mày có tiền cho nên tao mới đặt tên mày là Tài. Quan Tài đây là phối hợp giữa chức tước giữa tiền tài, mày hiểu không? Bà có thấy chức tước tiền tài không? Bây giờ chỉ thấy Quan Tài là cái hòm đựng xác chết thôi. Ba chưa có nghe cái câu chưa thấy Quan Tài chưa đổ lệ mà. Anh Quan ơi, anh có nhà không? Tôi chết rồi. Gái tới thăm. Gái nào? Anh mẹ Tư chủ nhà. Anh có nhà không? Tới đầu nợ, tao trốn nữa. Trời ơi, buổi sáng này nguyên cái liên khúc anh này. Anh Quan ơi, anh...
Cô Tư là cô Tư tới chơi, cô Tư. Tới chơi cái gì? Ba mày đâu? Ba con đi đánh số đề được phải không? Tao nói thiệt nha, tao nhìn cái mặt mày là tao bực rồi. Cha con của mày thiếu tao 8 tháng tiền nhà, bữa nay mà không trả là tao dọn hết đồ ra ngoài đường. Ủa mà còn gì nữa đâu, dọn thằng nào lanh tay dọn nước hết trơn rồi. Hồi sáng có tóp vô nó khiêng đi rồi. Đó thấy chưa, bởi vì tao nói ba mày tệ hết sức tệ. Không lo làm ăn, lo đánh số đề cho nên má mày bỏ đi là đúng rồi. Hên cho tao nghe. Ngày xưa nhẹ dạ mà ân ba mày, trời bây giờ cũng tàn một đời qua. Xí. Hả? Chị Tư, đáng lẽ tôi núp luôn ở trọng rồi. Nghe con này tự ái mới ra nè. Chị nói vậy con tôi nó hiểu lầm tôi làm sao? Sao? Tôi long trọng cải chánh. Hồi đó đó là tôi không chịu chị, chứ không phải là chị không ưng tôi. À, bây giờ anh hối hận anh tiếc phải không? Tôi biết là trong lòng anh hối hận lắm, nhưng mà muộn rồi nha anh. Giáng xưa bây giờ đã đóng thuyền rồi. Bởi vì ngày xưa anh cho tôi nghèo chứ gì. Không không có, cái này con cải chính bị ba con tâm sự à. Bạn bè dúng bạn bè lắm. Sao tâm sự? Ông tâm sự là ngày xưa ông chê cô xấu chứ không phải chê cô nghèo. Nói cái gì mà nhân tạc nước sôi trong mặt người ta vậy? Thôi được rồi, chơi xấu trả tiền đây, trả tiền ngay. Không có, đừng nghe đó. Thì Tư à, thiếu có 8 tháng mà tiền nhà mà chị làm gì lá lối ôm sòm vậy, ai dám thiếu chị đáng nữa. Trời, mà tôi nói chị nghe tình xưa nghĩa cũ mà thôi, thông cảm giùm chút đi. Thông cảm cái gì, tôi nói thiệt với anh nha, là tôi không bằng lòng cái chuyện mà hư hỏng của anh. Tại sao anh không lo làm ăn mà anh lo bài bạc số đề là sao? Tôi đã nói anh bao nhiêu lần rồi, đừng có dính vô chuyện đó. Ngoan có con nào chỉ tôi đánh hôm nay thua quá anh Quang. Trời ơi, tôi còn xui hơn chị nè, đánh con tôm sổ cho con cá kìa. Tôi mới bực bội nè, tôi nói tuần vừa rồi nha, tôi nằm mơ tôi thấy nguyên con dê vô nhà tôi đánh bao nhiêu tiền vô con số 35. Trời, tôi nói tức chết được, chiều nó ra con 53 anh. Ủa chứ kỳ vậy? Nhưng mà khi mà thua rồi nghe, tự nhiên tôi sáng suốt anh, tôi nghiệm lại, tôi nhớ lại nghe, là cái lúc mà con dê nó vô nhà tôi nó đi thụt lùi là nó quất cái đít vô trong mặt tôi á. Ôi trời ơi. Đúng không? Thì đáng lẽ phải đánh 53 là đúng rồi. Thắng cho rằng tôi không biết nữa. Thì bởi vậy. Tại tài của Tư nói con nghe nghe, là coi như là bây giờ con nằm chim bao mộng mị, con thấy gì đó con nói Tư nghe, cái Tư đánh cái trúng Tư thưởng ha. Con nói thì với cô, bây giờ con nằm chim bao con chỉ mơ có một chén cháo thôi mà không có luôn à. Bây giờ con hỏi cô Tư nè, bây giờ cô Tư qua đây làm cái gì? Cô Tư qua đây bằng đề hay là cô Tư qua đây đòi nợ? Nếu cô Tư qua đây bằng đề, mời cô Tư ngồi chơi bàn với ba con. Còn nếu cô Tư qua đây đòi nợ, mời cô Tư về kiếp sau gặp lại. Thằng tài để nhắc tôi mới nhớ nha, cái chuyện tiền. À mà thôi, cái chuyện tiền thuê nhà đó để từ từ tôi nói. Tôi qua đây đó nghe là có chút quà biếu cho cha con anh. Hay quá, có quà gì vậy cô Tư? Xôi gà con ơi, một miếng khi đói bằng một gói khi no. Con lại cô Tư. Ủa gì vậy? Vậy con? Sao vậy con? Cái cú này con biết rồi, tử tội trước khi đưa ra hành quyết. Nó hay cho ăn bữa ăn an ủi lắm ba ơi. Thôi mà sao mà nghĩ ác cho tôi hoài không biết nữa. Cha con của anh nó đa nghi quá đi. Trời ơi, thì còn có ngày mưa ngày nắng mà người cũng có lúc hiền lúc dữ. Bực quá à. Chị Tư hả? Cả tháng này á, ngày nào chị cũng chửi cha con tôi hết trơn á. Bữa nay tự nhiên đem xôi gà qua mời ăn, bộ chị tính gài tôi hay sao? Gài cái cụ lôi. Anh nghèo kiết xác rồi tôi gài làm gì? Anh nhìn lại anh đi. Sao? Trên răng dưới có đôi dép không à? Tôi gài anh nặng tôi hết cái quần xà lõn anh đây chi đó. Tôi nói như vậy nè, tao nói bữa nay tôi đem tin vui đến cho cha con anh, nhưng mà tại vì tôi sợ giống như là tôi nói ra cái cha con anh vui quá đi, rồi cái đói xỉu quá nghe không nổi nên tôi đem xôi gà qua thôi. Tin gì? Chuyện gì nói nghe coi. Tao nói chuyện đó là vậy nghe. Là tôi có một con nhỏ bạn Việt Kiều. Hay nói đúng hơn là bạn của em gái tôi bên California. Nó mới về chơi ở nhà tôi đi 2 ngày rồi. Mà không phải về chơi không. Mà nó có chuyện quan trọng nó nhờ tôi, bởi vậy tôi mới qua tôi nhờ anh. Gì? Nhờ chị mắc mớ tôi mà nói tôi? Có sao không có, mắc mớ tôi đem xôi gà qua cho anh ăn khơi khơi vậy. Anh biết tính tôi quá mà, đời nào tôi bố thí cho ai, ăn mài ngồi trước cửa nhà tôi còn tạt nó tôi đuổi đi, nó mắc mớ cho anh ăn vậy. Ơi, đừng có ăn, ăn vô coi chừng dính hạn liền á. Nè, nói anh nghe. Gì? Tôi nghe nói anh tuổi ngọ phải không? Đúng rồi, tôi tuổi ngọ, con tôi tuổi ngọ. Cha con tôi đều là ngựa hết á. Chị cũng vậy. Ủa sao anh biết hay vậy? Nhìn biết à. Nói nghe nè, ông bạn tôi đó anh, vậy là đúng số rồi nghe, bạn tôi nó tâm sự nghe, tội nghiệp nó anh.
Tao nói tình duyên nó long đong lận đận, tại vì gái tuổi dần mà. Tao nói qua bên Mỹ nghe, có ba đời chồng mà thằng nào cũng tháng xe cái rụp chết, một tháng xe sáng cái rụp chết vậy đó hả? Ba tháng ba thằng. Bởi vậy nó đi coi thầy anh, cái thầy coi tử vi nói nó là tại cung phu nó là có sao thiên mã. Bây giờ mà muốn hôn nhân bền vững ra phải trở về lại quê hương á, là Việt Nam á. Xong rồi cái có người gốc gác cưới bảo lãnh đem qua bển. Mà phải là người tuổi ngọ nghe, để mà xứng với lại cái cung gì tam hợp gì mà dần ngọ tuất đó. Thôi, không được đó. Ủa? Từ ngày mà vợ tôi bỏ đi theo kép cải lương tới giờ á, tôi sống độc thân để tôn thờ cái mối tình đầu của tôi. Bây giờ quen rồi, tôi không muốn bước đi bước nữa. Anh bước đi đâu, anh lết còn nổi không? Bà mẹ anh già có phu đấy, ai thèm đấy anh. Tôi nói tôi qua là tôi hỏi thằng Tài con trai anh cho con bạn của tôi. Sao vậy con? Gì vậy? Nói tao hết hồn rồi nè. Gì? Sao vậy con? Con lại ba. Sao? Từ nhỏ tới lớn con chưa biết đàn bà là gì ba. Con nghe cô Tư nói con ngồi hết muốn nổi luôn. Nhưng mà con nghe người ta hay hát: ôi đàn bà là những niềm đau, là làm tim đổ máu. Mà ba cứ suy nghĩ người con đâu có máu nữa đâu mà đổ. Xanh lè xanh lét rồi ba ơi. Con không muốn đâu, con không muốn đâu. Con không muốn lấy... Con muốn ly vợ phải không? À. Muốn xa ba giờ phải không? Con không muốn xa ba đâu. Giờ chảnh gì vậy? Ý là anh nói anh con nhà rồi coi như là đàng hoàng chứ gì? Tôi nói thiệt cái chuyện nha. Gia đình tôi giàu gì cũng là một gia đình vô học. Hả? Một gia đình có truyền thống văn học. Đúng. Ừ. Chị nhìn kỹ coi. Thằng Tài con tôi á, là lá ngọc cành vàng. Trời. Là xương xa học lũ. Không có thể nhấm gã cho một người đàn bà ba đời chồng được chị. Đúng. Trời ơi, xương xa học lũ, chảnh quá ha, giàu ha. Nè nè, nói có sách bắt cái trứng nè, để coi. Gì? Để coi, nè. Nợ xã hội đen 6 quách 22 cây vàng nè. Nó gì nữa, bà mẹ nó có bất kiến không thấy gì hết trơn. Đưa con đọc cho. Tao thuộc rồi mày, tao thuộc này. Coi như là nó coi rồi nợ 6 rau với 1 tháng, coi 1 năm là tiền hụi luôn. Xong rồi bà con lối xóm xa gần mỗi người sơ sơ vài triệu. Mà chưa kể 8 tháng tiền nhà của tôi nữa. Ủa bữa hôm đó con đưa cho cô là 20 tô cháo lòng sao cô chưa ghi? Ủa gì hả con? Để cô ghi, để cô ghi. Mày cung cấp tài liệu đó mày. Rồi giờ làm sao? Anh Quang, tôi tính sơ sơ thôi nghe. Anh ôm số nợ chừng 300 triệu. Anh tính cách nào giải quyết cho anh Quang? Nói thiệt chị Tư, thiệt ra tôi đâu có biết cách nào giải quyết cái món nợ đó đâu. Hồi nãy tôi còn có ý nghĩ tính trốn ở Campuchia á. Chị bỏ quán bị ôm. Ai ôm anh? Chị ôm. Vô gì? Không. Cái đầu nó vô nó hút anh, có giòi nó vô nó quấn anh á. Nói nghe nè, giờ có cách rồi. Cách gì? Giờ nghe lời tôi đi, gả thằng Tài con trai của anh cho con bạn của tôi rồi nó trả tiền nợ cho anh. Ồ, trả tiền nợ tôi? Trả tiền nợ là chuyện nhỏ. Chuyện quan trọng là nó bảo lãnh thằng Tài qua bên đó, rồi mỗi tháng nó gửi tiền cho anh đánh số đề dài dài, tha hồ anh hưởng phước, được chưa? Suy nghĩ đi. Trả hết nợ, còn cho tiền đánh số đề. Tài. Dạ. Chuẩn bị lên xe bông con. Trời. Ba đỡ lòng nào ba bắt con nằm trong vòng tay kẻ lạ. Trước lạ sao quen mày. Ba ơi, ba con nghe cái câu: ai đem con sao sang sông để cho rồi xảo sổ lòng bay luôn. Là ba nghĩ sao vậy? Ba gả con qua Mỹ là ngàn thu vinh biệt rồi. Gặp chị con, gửi tiền thì được rồi. Anh Quang, vậy là sáng suốt nghe, quyết định vậy nghe. Alo. Mén hả? Má nè, má đang ở bên nhà bác Quang á. Nè nè nghe, con nói cô đó chuẩn bị ha, sửa soạn đi qua gặp má bên nhà bác Quang. Nói với cô á là má lo công chuyện của cô xong rồi đó, kiếm chồng cho cổ đó. Trỏ bẫy nè, cổ lấy thằng Tài chứ bác Quang già sắp chết ai thèm lấy. Nói cô chuẩn bị qua liền nghe, để lâu thằng Tài nó để ý. Okay. Đâu có ai chịu đâu mà đổi ý. Cha mẹ đặt đâu con làm đó. Ba, con muốn đi Mỹ, con muốn ở lại quê hương, bởi vì quê hương là chùm khế ngọt cho con trèo hai mươi. Khỏi trèo,
Mày trèo mà té thấy mẹ mày á. Bên Mỹ thiếu gì khế, chua ngọt gì cũng có mày. Thôi bây giờ về đi, không còn thì giờ nữa. Cha con đừng nói dầm lân nữa. Con bạn, không, nói cho gần gũi hơn là con dâu của anh nó sắp qua đây, nó ra mắt anh rồi à. Nhưng mà vậy đi, trời ơi anh Quang ơi. Sao? Làm ơn anh kiếm bộ đồ nào thay cho ra con người chút coi, không ra con người. Trời ơi. Tôi nói anh nghe, tại vì tôi lỡ tôi giới thiệu với con bạn tôi, anh là dân chơi thứ thiệt rồi, mà nhìn anh tôi thấy đuối quá. Cũng giống dân chơi cầu ba cẳng đó mà rụng mẻ hai cẳng, còn có cẳng một à. Kiếm bộ đồ nào khác thay đi anh Quang. Được rồi. Không còn bộ đồ nữa trơn hả? Đồ ổng đem ra ngoài tiệm cầm đồ hết rồi. Mày điểm nha mày. Tôi có cách. Đó, lẹ lên. Tài ơi Tài, trời, con làm gì vậy? Tôi nói con nghe nghe, trời, tôi thương con quá à. Đây nè, con là hên lắm nha. Nhờ tuổi ngựa con mới được đi Mỹ đó nha. Bộ đi qua Mỹ là hên hả? Con biết là con tuổi ngựa, nhưng mà từ nay trên lưng con ngựa này sẽ có một vết thù. Người ta gọi nó là vết thù trên lưng con ngựa Quang. Trời ơi, con hay là con đi Mỹ mà không thích ha. Con không có thích đi Mỹ đâu, con nói thiệt với con. Nhưng mà vì chữ hiếu con phải lấy vợ phương xa để trả nợ cho ba con. Thì đó, như vậy người ta mới gọi là trả nợ tình xa. Nhưng mà con tức. Sao con? Con hỏi cô là ngày xưa Thí Kiều cũng bán mình chuộc cha, mà sao bà bán có giá quá. Đúng rồi con. Nó bán tới 1000 cây vàng, trong khi đó con có mấy chục cây. Mà cô nhìn đi, nhan sắc của con đâu có thua gì Thí Kiều. Trời quá, thấy mắt góp à. Ông mới tin là tôi nổi da gà ốc ác thương không? Tôi nói thiệt cho ông đu dây điện vừa vừa thông tuột xuống giùm tôi đi. Ông nghĩ kỹ đi, Thúy Kiều người ta là mỹ nhân, người ta người đẹp, người ta bán ngàn lượng vàng là đúng rồi. Ông là đực rượu mà ông xấu nữa. Tôi đánh giá ông gì là đúng rồi. Ông hỏi mấy tiệm phở về mua ông được 5 phân vàng không? Tôi mệt ông quá nha. Anh Quang, anh làm nhiệm trọng lâu quá vậy. Anh đừng có nói với tôi. Chưa bao giờ tôi thấy một người nào mà đẹp như vậy. Anh đẹp quá anh Quang ơi, y như là Châu Nhuận Phát lúc về già. Ôi giời ơi, ngoài điều gì mà nó nóng bỏ mẹ thế này, Việt Nam gì mà nó nóng thế nhỉ? Ôi giời, bao nhiêu mỡ tích tụ từ bên Mỹ chảy cả ra này. Chị ơi, có việc gì mà chị bảo cháu đến rước em sớm thế? Em chưa kịp đánh răng rửa mặt, chưa kịp son phấn gì hết mà cháu bảo dừng đầu dậy đi qua đây gặp. Sao? Chị gấp có việc gì? Cô nói mặt cô chưa son phấn em. Tôi nghĩ là ít nhất 3 hộp trên đó rồi. Cái này là không có rửa được, chỉ có lấy cái chày mà đặt cái cành trong giữa gỡ hai bên hai miếng thôi. Giờ đứng đây nghe. Anh Quang ơi, tôi giới thiệu cho anh nha. Đây là con dâu Việt Kiều ở bên Mỹ mới về. Qua chào bố chồng, qua chào bố chồng. Ôi, chồng hả? Ừ, chồng hả? Sao không nói trước gì hết vậy? Bố chồng. Dạ, con chào anh bố chồng ạ. À. Ừ. Rồi, tại bố, con nhìn thấy bố trẻ quá, con tưởng cái thằng nào. Dạ, con có quà chứ, con có quà phương xa biếu bố. Dạ, con biếu bố cây thuốc lá 3 số 5, bố hút cho bổ phổi ạ. Ừ, cảm ơn. Dâu đó hả? Dạ. Việt Kiều đó hả? Dạ. Tuổi dần phải không? Dạ. Dì dồn giống cọp quá. Tài, ra mắt vợ con. Tài, ba lỡ lòng là ba bắt con nạp mạng vô con cọp nè. Ba, con mà lấy con này là không bao giờ con gặp được mặt ba luôn á. Ôi trời ơi, anh ơi là anh khéo lo. Cái gì vậy? Ngựa đây đó hả? Nó quánh đến con à? Trời ơi, con đừng làm nó sợ con. Ôi dồi ôi, ra đây em bảo nè, ngựa này sao mà nó giống ngựa cò quá nhỉ? Nó chê rồi. Không sao, ngựa cò hay là ngựa cỏ hay ngựa dơm gì thì em cũng đưa chàng về dinh tuốt tuần tuột.
Lại đây với em nào. Nói thiệt chị Tư ơi, tôi nhìn hai đứa đẹp đôi quá trời quá đất à. Dạ. Thiệt á, tôi nói thiệt, hồi đó giờ mỗi đêm tôi đều đốt nhang cầu nguyện, mong sao có một được đứa con dâu người Bắc để tôi được ăn rau muống chấm tương. Bữa nay được rồi. Dám đâu, 3 tháng nay không ăn được miếng gạo, ăn rau muống không mà sao. Chạy đi. Qua từ nói nghe nào, qua từ nói nghe. Anh Quang, anh Quang, nhìn đi anh Quang. Từ hồi nhỏ tới lớn giờ chưa bao giờ tôi thấy một đôi tình nhân nào mà nó đẹp mà nó xứng đôi vậy nghe. Anh coi đi, đây là số 1 nè, đây số 0 nè, là tao nói số 10 này là 10 năm tình cũ đó. Bây giờ vậy nghe, bởi vì tao nói ở đời nghe có 4 cái ngu, làm mai nè, lãnh nợ, gắt cu cầm chầu, mà chị làm mai đó là chị ngu nhất đó. Mà bởi vì gì cái tật thương người, em ơi, thương người mà đánh chết cũng không bỏ được nữa. Bây giờ vậy ha, phận sự của chị đến đây là hết. Ngựa đó chị kiếm cho em rồi, kể kiểu nào thì tùy ý em, it's up to you. Vậy cái gì nghe, để cho hai trẻ nó tâm sự. Cảm ơn chị. Anh Quang, tôi nói nghe. Gì? Có tiền rồi đó nghe, nhớ thanh toán 8 tháng tiền nhà cho tôi nghe. Sầu đó hả, là voi ngựa cho sắp hết à. Con dâu, ở bên Mỹ con làm gì vậy con? Dạ thưa bố, ở bên Mỹ con làm chủ công ty Bob ạ. Nó xa đó hả? À, không, bố hiểu nhầm rồi, Bob là cái ví đấy. Cái ví là cái này nè, đấy. À. Bố biết không, à, hãng của con sản xuất, bố thấy chữ LV không? Thấy. Tiếng Mỹ gọi là LV. À. Mà bố biết không, viết tắt là tên con Lê Vân đấy bố ạ. Vậy là con giàu chắc bán được lắm hả con? Bán khắp thế giới. Bố biết không, để con cho bố mấy cái nhé. Được. Cái gì? Chào. Gì con? Gì mày? Thiệt tình là ba bán đứng con phải không? Bán đứng bán nằm thì tao phải bán hết. Trời, tôi chết rồi. Con nói cho ba nghe nè, bây giờ không thể nào như vậy được đâu. Tại sao? Con mà lấy bà này là không qua khỏi cái mùa trung thu này luôn. Tại sao? Ba nghĩ đi. Dạ thưa bố, con xin phép bố dẫn chồng con đi sắm đồ cưới. À. Mua nhẫn cưới. Dạ, kể từ đêm nay con xin phép bố cho chồng con vào ở trong khách sạn luôn với con để con còn huấn luyện. Con nghe huấn luyện thì nó xỉu liền. Dạ. À, tối nay vô khách sạn á luyện thôi, đừng có quấn nha con. Dạ bố cứ yên lòng. Ừ. Mỗi ngày á con sẽ cho anh ấy nhai mấy củ sâm cao ly. Gì? Tướng của bà đó, con ăn cầu 20 kg sâm con ham còn không nổi á. Bà nghĩ sao vậy? 3 thằng chồng trước của bà quy tiên bập trong vòng 3 tháng thôi, con chắc chắn là thằng thứ tư là. Trời ơi, 3 thằng trước là nó bị đụng xe chết, còn tối nay nó đụng mày. Mày thấy người đụng người chết bao giờ chưa? Khoan, vậy bây giờ con, nếu mà ba quyết định cho con lấy bà này, con chỉ yêu cầu ba một điều duy nhất thôi. Yêu cầu đi. Khi nào con quy tiên, ba hãy ghi trên mộ phần con một câu cho hồn con thanh thản nơi chính suối. Câu gì? Ghi là Nguyễn Văn Tài đã anh dũng hy sinh vì chữ hiếu. Dạ, đây. Cái gì vợ mà làm dữ? Nào chỉ còn da với xương. Ba, cái gì? Bây giờ nếu ba quyết định như vậy á, ba cho con đi từ giả hàng xóm láng giềng bà con. Bởi chuyến này con đi, con biết rằng lành ít dữ nhiều. Nói nhiều quá, đi. Con đi nha. Nhớ là mày không có trốn à. Anh nghe ra đi. Cho... thấy bà tôi xỉu tôi không đi luôn á. Đi nhanh nhanh nhé. Chồng Việt Nam gì mà chả biểu hiện tình cảm. Cái thằng này thiệt tình. Quá đâu? Quán có nhau. Thằng nào đó bay? Quan Tài ơi. Quan Tài bây giờ không còn là Quan Tài hồi sáng nữa đâu. Hey, có tiền mày trả cho đại ca tao chưa mày, mà ăn mặc ngon lành mày. Ê, mày là thằng nào thế mà dám vào đây bố láo bố lếu thế, coi trời bằng vung thế kia. Ừ. Chắc đồng nghiệp đây mà đi đòi nợ đó. Đòi nợ cái mạ bố mày.
mày nghĩ gì mà mày bảo tao đi cái là đòi nợ? Trời, cái mặt tao nhân từ phúc hậu như thế này mà mày bảo tao là chủ nợ hả? Cái thằng đầu trâu mặt ngựa, mũi lợn mồm cá sấu. Hey, đây là đệ nhất dân chơi hôm nay đó. Hố bom bà còn lấp được, huống gì hố nai. Này, còn cái ngữ của mày ấy, mẹ vừa lùn mà vừa bụng bựng xấu. Này bà mà tát một phát lên thì mẹ và dòng họ ra nhặt răng không kịp nhé con. Mày muốn lại ra sao quýt nè. Bởi còn chết chứ thưa gì quýt. Tao cũng xin hân hạnh giới thiệu với mày. Tao Việt Kiều Mỹ. Tên Việt Nam là Lê Vân. Tên Mỹ là Louis Vuitton. Này, chúng mày có thấy cái này cái gì không? Móng tay. Tiếng Mỹ gọi là leo. Với cái leo này á mẹ, vỏ dừa khô bà còn bóc được chứ mà huống gì vỏ quýt. Này, quýt á thì bà chỉ phập một phát thôi là lòi đến tận hột nha các con nha. Bà là cái thá gì ở trong cái nhà này mà bà dám xí vô chuyện của tôi? Bà là phu nhân của Nguyễn Văn Tài, con dâu của Nguyễn Văn Quan. Kể từ giờ phút này thằng nào mà động vào quan tài là bà sẽ cho vào nằm trong quan tài ngay lập tức. Nhưng mà bố bà thiếu tiền tôi mà. Bố tao thiếu tiền mày thì mày cũng phải từ từ chứ. Mày ngồi xuống. Tao nói cho mày nghe nhé, mình là người có ăn học phải không? Mình đi đòi nợ thì mình cũng phải lịch sự chứ, đúng không? Mình vào đòi nợ người ta thì mình phải năn nỉ ỉ ôi người ta. Chứ mày làm cái gì mà mày hùng hổ, mày sồng sọc vào nhà người ta, mày ăn tươi nuốt sống người ta, mày phùng mang trợn má đi hả thằng kia? Tao hỏi mày, mày thiếu tiền nó bao nhiêu tiền? Hả? Xin lỗi bố, con nhầm. Cái mặt bố mà con tưởng cái mặt thằng khốn nạn này. Bố, chẳng hay từ trước tới giờ bố thiếu nợ cái thằng khốn nạn đó bao nhiêu tiền hả bố? Bố cũng không nhớ đó con. Ai thiếu bố thì bố nhớ. Bố thiếu người ta ít khi bố nhớ. Bố ta không nhớ. Ê Quang, 22 cây vàng, 8 triệu một cây, 176 triệu đúng. Ê dâu, trả nó chẳng 180 triệu luôn con. Dạ, tuân lệnh bố. Này, bây giờ thế anh muốn lấy tiền mặt hay là tiền đô la? Tiền nào cô đưa cũng được. Có thế, có 20 mấy cây vàng nữa mà làm như động đất chứ. Này, tao đưa tiền cho mày đây này. Ở cái tiền này nhá, trong này còn dư 4 triệu. Cầm lấy, này. Cầm lấy đi về đi. Cút ngay nhá, mày mà đứng đây là bà cho mày ăn giun xào đỉa luộc á, rồi nấu canh nữa nhá. Đi mày. Ê xong hết. Cầm cây thuốc hút cho bỏ phổi. Mau. Bà đang làm dâu hiền mà bà pháo đám bà. Dạ thưa bố. Sao con? Bố ơi, con nói cho bố nghe nhá. Ừ. Bố thiếu nợ bao nhiêu, bố cứ nói cho con phát một đi. Con sẽ thanh toán hết nợ nần cho bố. Bố không có nhiêu, chừng 150 triệu nữa à con. Rồi tưởng gì chuyện nhỏ. Đây, bố cứ cầm lấy 10 ngàn đấy nhá. À, 10 ngàn đô đó con. Vâng, thanh toán nợ nần đi. Rồi. Trời ơi, tốt quá. Ê, anh về đấy hả? Sao thế? Sao nó đi kỳ vậy? Sao anh? Con bị sao vậy con? Đứng bên kia để tôi tâm sự riêng với gia đình. Sao con? Ba. Sao? Con đi hỏi hết hàng xóm rồi. À. Mọi người đồng thanh trả lời con một câu một. Câu gì? Ba biết con hỏi như thế nào không? Hỏi sao? Con hỏi bây giờ tôi hỏi mấy người thân thiện nhất của tôi. 80 kg mà nó đè 36 kg. Mấy người suy nghĩ có chết hay không? Nguyên một xóm luôn. Nó ngồi trở lại nó chỉ phán một câu mà con rụng rúng luôn. Câu gì? Chết chắc. Bà bây giờ bà ép con lấy bà này, con cắn lử, con tự tử còn sướng hả?
Thôi, ba không ép con nữa. Không lấy thì thôi, ba không gả. Đừng cắn đứa con. Ờ, vậy đi, đừng có lấy. Ừ. Này, nói cái gì đấy? Đùa đó hả? Tôi đã thanh toán bao nhiêu nợ nần cho cha con ông. Bây giờ cha con ông dở trò hả? Bây giờ không có nói nhiều, không có nói vòng vo tam quốc. Trả lời đi. Z, alo. Z á, thì bình yên. Còn lô á, bình hưng hoàng nghĩa địa. Này, mày có tin là tao bóp cổ hai cha con mày là hai cái quan tài nằm ngay ngoài nghĩa địa mà không cần đạo tì đưa tiễn không? Ba để đi ngoài đường nha, mà nghe rỗng rãng rồi đó. Chị qua trở lại nghe chị Trúc nè, đôi dòng vợ chồng trẻ nha, trăm năm hạnh phúc, đầu năm sanh con trai, cuối năm sanh con gái. Cưng, chị làm mai mát tay không cưng? Mát cái mẹ gì hả? Trời ơi, em đang lộn tiết đây này nè. Sao vậy? Em thanh toán bao nhiêu nợ nần cho cha con lão, bây giờ con lão dở trò không chịu lấy em, thấy có tức không chứ? Cái gì kỳ vậy trời ơi? Đây là mai đây cho đây, rồi giờ đây không chịu đây. Tao quên, đừng nói đây vô thế mạng nha. Đừng có nói tình bạn duyên con, nhưng tao quên chết liền á. Để con. Em, bây giờ chị đứng ra một bên thì để em xử cha con lão nha. Bây giờ Z alo. Chị, bây giờ chị bình tĩnh anh, để em giải quyết. Bây giờ, ba em giải quyết không được, em giải quyết. Bây giờ em hỏi chị nè. Em biết chị là một người quá sức là sáng suốt, chị đi đâu ánh hào quang tỏa ra thế đó. Sao? Biết chị là một người quá sức thông minh rồi. Bây giờ em hỏi chị, nếu chị đi chợ, trong cái chuồng gà để người ta bán có hai con, một con gà trống thiến nó nặng 100, mò 1.8 kg, còn một con gà ri thôi nó nặng có 600 g, mà hai con bằng giá, chị mua con nào? Thì dĩ nhiên tao phải mua con gà trống thiến rồi. Hay, sáng suốt. Còn một cái điều này nữa, có một con ngựa nó hơi già nhưng mà nó chạy giỏi, còn một con ngựa nó đi không nổi hết cái mùa trăng. Bây giờ hai con bằng giá, chị lấy con nào? Mày dở hơi cám lợn nhỉ. Thì tất nhiên tao phải lấy con ngựa khỏe để tao cưỡi chứ. Con ngựa đây nè. Ôi dồi ôi, mày nghe em gài hả? Em nói chị nghe, con ngựa này nó chạy ác chiến lắm, bị nó chạy nợ hoài nó quen rồi. Thiệt là tin đi, lấy con ngựa. Em, let me check. Lô mà thốt. One minute. Được rồi, ta quyết định rồi. Finally, better than nothing. Ta quyết định lấy con ngựa này.